Bu sơ của nó bắt buộc chỉ còn một học quy tế bệnh lý Amida nghĩa là sai của bắt buộc quy tế bệnh lý sơ của nó chưa ăn cái bây giờ thì dễ tôi đang có việc hướng tới chỉ là huyết áp của cô thu tại mới em cứ nghĩ đi một nhóm hai nhóm ba nhóm sắp thành nhóm một làm được cái tôi muốn chỉ nắm được nhưng mà quan điểm đó tại vì người ta ở chúng ta đánh đề cao CT mà tại CT đúng CT nhưng mà không phải bệnh nhân nào đến mình cũng vô CT liền đề hỏi CT phải đề cao quá siêu âm đó thì trong cái bệnh lý hôm mình đi mới bệnh lý sau này thì hôm nay đi mà bệnh lý chúng ta là tại chúng ta cũng là phần mềm thì hiện tại còn lại rõ ràng thì mình nhìn trọng hơn đó là những cái này tất nhiên còn buổi thứ ba thì tôi sẽ thì trong cái mục tiêu đang cố gắng tách ra thì nó là cái không có tách mà để cái phần mềm này nè trong bệnh lý phần mềm này nó có cái phần cốt đi viêm xương đây cốt đi viêm xương là bệnh lý cấp cứu ngoại chính hình viêm đang định để nó vô phần xương khớp tại tôi đang định trong bài buổi thứ ba tuần sau chắc chắn liền là mình nói về xoang tủy bị sao bởi vì tầm soát những bệnh tật của tủy thì cái bài đó nó nếu mà nói những cái ta vừa lúc xài một tí là cũng hết được nhưng cái thứ hai mình đang suy nghĩ hoặc là nói về xương khớp một chút xíu bệnh lý liên quan bệnh lý nhiễm trùng và siêu âm tầm soát chẩn khó khăn đó là mục tiêu trong cái phần nâng cao của chị thì ba cái bài mềm mềm đó là thì trong buổi chiều hôm nay tôi sẽ trình bày cho anh chị về bệnh lý mô phiền. Anh chị có hỏi bài hôm trước đó. Em chưa bị coi lại mà. Coi lại cũng chưa hiểu. Bài nó còn có thời gian tiêu quá rồi. Có thể nói bệnh lý mô phiền, bệnh lý phần mềm ở trẻ em nói chung, nói riêng mà ở trong thực hành lâm sàng của anh chị rất thường gặp. Thì bác sĩ mình đã lâu sờ cái con cục gì theo bác sĩ mình sờ thì thường cũng con cục đó cục cứu mở tại bác sĩ mình mắc quá không muốn mở nhiều bác sĩ mình dương mở à, đó, nhưng mà thực tiễn thì rất hay gặp và với những sự phát triển của những cái siêu âm hiện tại giờ phút này với những cái đầu dò tần số cao thậm chí lên tới 18-20 MHz cho phép bệnh lý chẩn đoán được những bệnh lý ung thư của da theo quan tâm nhưng mà trong cái điều kiện trang bị ở những cơ sở mà không chuyên sâu thường thường cái đầu dò tần số nó đến khoảng 12-13 MHz là ok rồi là 10 rồi đó thì cho nên ý muốn nói là cái những bệnh lý ngoài da thì có thể chẩn đoán được sao mà chị không thể nào được bệnh nhân của tôi kể một chuyện nhỏ nhưng ta anh chị thấy rằng cái ý nghĩa của tôi là bệnh nhân đi đến khám bệnh vì một mảng đỏ đỏ hồng hồng ở ngoài da nó viêm thì bác sĩ chẩn đoán tâm sàng thì nó là viêm mô tế bào chẩn đoán viêm mô tế bào cho siêu âm thì khi siêu âm thì tôi vẫn là sẵn siêu âm nhưng tôi thấy nó có hai điểm là cái điểm đầu tiên là tất nhiên nó người mà thấy nó một quả nhưng mà thấy thừa nhưng mà trong đời khi mà tôi xem đây tự động tôi ra nên tôi phát hiện ra cái thần kinh trụ nó quá to hơn bình thường kiến thức của hai năm về trước nhớ lại bệnh kháng sinh tại tôi nhớ ngày xưa là khi mà đi học về các bài kháng sinh là sợ thần kinh trụ mà thấy thần kinh trụ to quá phải nghĩ liền đến bệnh kháng sinh điều trị khi chẩn đoán là Hansen disease bệnh nhân được chẩn đoán đi gửi đến siêu âm vì chẩn đoán là viêm mô tế bào ngoài da thấy một mảng đỏ ở cẳng tay thì khi tôi chẩn đoán là bệnh Hansen disease thì ra một bác sĩ lâm sàng hết tâm câu viêm mô tế bào cũng cho thuốc về tại sao vậy không thì cũng vậy tại vì những bệnh này tôi luôn giữ lấy số điện thoại sao lại điện thoại alo nói bác sĩ nói là cho về một tháng tuần sau tái khám lại chỉ nói là viêm mô tế bào thôi thì nó không được tôi bảo bây giờ cầm cái giấy siêu âm của tôi đi qua trực tiếp bên da liễu
thì khi đi qua da liễu thì da liễu bác sĩ da liễu cũng coi xong cũng không chịu nghỉ, không nghĩ là sẽ bị gì, chụp quẩn cho về. Thì tôi điện thoại đã tới ông tổ rồi, đã tới ông tổ chỗ mà để tiếp nhận, bây giờ không nhận sao giờ? Thôi thì tôi nói người nhà em cứ chịu uống đi, uống đủ 5 ngày đi rồi rồi tái khám lại bệnh. Nhưng khi 3 ngày thì người nhà điện thoại tôi muốn khám bớt, nó không được, vậy thôi về giường 1. Và khi nó về giường 1 thì đích thân tôi điện thoại cho bác sĩ ngoại khoa, tôi nhờ xin thiết da gì, xin thiết da, bởi vì không để được. Bởi vì sao? Khi chị chuẩn đoán ăn sang điều gì, nó có hai điểm rất quan trọng: một, tính thực lây lan; hai là chị chuẩn đoán trẻ có lẽ là di chứng teo, di chứng về thần kinh cơ, nó sẽ teo nó có lúc. Đó là cái quan trọng. Nên bắt buộc tôi nhập viện cái lại và đề nghị xin thiết, và xin thiết ra Anabat đọc là ăn sang điều gì. Thì khi mà kết quả chưa trẻ có bệnh lý chuẩn đoán ăn sang điều gì rồi, thì trở lại cầm, tôi bảo cầm kết toàn bộ kết quả trở lại bên da liễu. Nhưng qua da liễu họ không chịu tin, họ xin thiết lại lần hai, và xin thiết lần hai lầu ra đồng ý, lúc đó là đồng ý không sẽ điều gì rồi mới điều trị. Tại sao? Bởi vì họ cứ nghĩ rằng mình đã khống chế được điều rồi. À, bữa này thường gặp, hồi xưa gặp giờ không gặp nữa, quên. Chính vì điều đó nên anh chị cũng cần biết, anh chị sẽ mình cách nếu anh đôi khi mình không phải bỏ thủ nhưng mà phải luôn tiếp tục, để chứ không anh chị sẽ bỏ ra cộng đồng, bỏ ra cộng đồng. Và khi chuẩn đoán ăn sang điều gì rồi, điều quan trọng thứ hai anh chị biết là gì? Không được ăn lấu ăn sung. Bởi vì sao? Nó sẽ dẫn đến một điều là thậm chí mà định ban đầu có định viết một bài để một cái giống cảnh báo, cảnh báo cho nhà nông sản, cảnh báo cho cộng đồng để mình biết, mình cảnh giác lên trước, tại vì nó vẫn còn tồn tại chứ không phải là đã không có đâu. Nhưng mà thấy là biết ra sợ nó ảnh hưởng tới yếu tố tâm lý của gia đình, em biết nghĩ gia đình em mọi người cũng không xem họ đâu, nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm, thôi tốt nhất thì dừng lại. Nhưng ít ra một điều mà chị có hiểu là mình phải làm thế cùng như vậy. Anabat cuối cùng Anabat ở đây nó vẫn chịu về với gia đình, xin biết lần thứ hai. Lúc đó nó mới, nhưng họ quên một điều, biết là cái gì không? Tại bên em không nói là chính anh dạy của bệnh lý đã cầm cái lam đó đi hội chẩn ở bên da liễu trước đó rồi, nhưng họ không biết là mình đã đi hội chẩn, cho nên đi bệnh họ sinh thiết bệnh hai thì cũng không da liễu vẫn đọc thôi cho rồi. Mà khi họ đọc hai lần giống nhau thì đó, kể câu chuyện nhỏ để chị thấy rằng cũng là bệnh mô mì gỡ đó, giống như viêm mô tế bào. Như vậy thì khi anh chị tiếp cận một bệnh nhân đến với anh chị một cái tổn thương mô miệng, thì cái điều quan trọng về khi anh chị làm thì nhớ về mặt miệng thì hỏi bulobala, hỏi trên trời với biển hỏi, nhưng nhớ hỏi dùng cái nhất, nó có tự bao giờ đẻ ra có rồi hay là mới xuất hiện? Có, đã có những trường hợp đôi khi ngủ đêm sáng dậy cái ngực to đùng luôn, trước đó bán con bình thường. Tại sao vậy? Có những cái lem xăng chưa tối cũng không thấy, cái gì dạng mặt quyết không thấy gì hết á, có khi mà nó xuống huyết to đùng ra. Nhưng cũng có những cái đã biết từ nhỏ rồi, bây giờ tự động sao nó đau, nhất có những thương tổn nó xuất hiện cả tháng trời, âm mỉ, nhưng mà khi nó đến anh chị đùng một cái bây giờ nó đau nhức nhiều hơn, nó hỏng đi. Trong chị trong đầu phải nghĩ có chuyện nó chuyển nhẹ ác tính, bởi vì có những cái tổn thương mắc lành tính ban đầu nó lành, nhưng trong cái tiến trình bệnh vẫn có thể là ác tính chứ không phải luôn luôn là ác tính. Người ta chứng minh là có những trường hợp nó là ban đầu cái chỉnh đó là một emotion, nhưng hai năm sau nó chuyển nhẹ, ăn vô sạc cơm cũng được, ăn vô sạc cơm. Cho nên mình hãy hỏi bệnh sử, hỏi thời điểm xuất hiện, đặc biệt xuất hiện của nó có liên quan. Và trong bệnh lý bệnh phần mềm này các chị hải quan luôn cũng mới hỏi tiền căn chấn thương, có những đứa trẻ chơi đá banh đá bụng một cái về tối sáng sao vô, nhưng đặc biệt là những đứa trẻ bị hemophili. Tại sao? Vì khi những nước hemophili, nếu anh chị bác sĩ lâm sàng thì cứ vô mình cho nó đau bụng, nó không hỏi
Chừng mổ ra thấy có một cục hematom cầm hoàng chảy, mà thậm chí có những trường hợp tôi khi mổ ra thấy có một cục đen đen không biết là cục gì, nghĩ là cái khu cái cục đang bắt đã là cục với hematom thôi. Cho nên cái điều muốn nói là cái gì không chỉ nổi luôn cả cái tiền căn bệnh hemophilia, đặc biệt là thậm chí là thuộc tiền căn bệnh lý huyết học ở những bệnh nhân mà bị leukemia đã được điều trị quá kỳ liệu rồi. Mình không hỏi, nhưng bây giờ đến chị trong bệnh cảnh cũng cái xin lỗi khi đến trong bệnh cảnh sưng cẳng chân mà đau sốt nhất, đó là một trong những yếu tố gợi ý cái trường hợp bệnh lý di căn xương. Mà tôi nhắc thì là những cái bệnh nhân mà nó đau nhức xương về đêm, đau nhức xương về đêm tối ngủ nó cứ rên thì coi chừng đó là bệnh lý ung thư di căn xương. Có một đặc điểm, có những cái đặc điểm nữa, đau về đêm hoặc là đổ mồ hôi về đêm, mình hay nghĩ nó là bệnh lý lao mà họ hay là dẫn đến đứa trẻ nó đau trong lúc nó lớn, trong quá trình nó phát triển đứa trẻ đau nhức xương. Nhưng thực tế lâu sàng những đêm mà tôi kể câu chuyện nhỏ, bệnh nhân đến trong bệnh cảnh đau nhức xương và đi sàng lọc keto đàng hoàng, chẩn đoán là thấp khớp, điều trị thấp khớp, điều trị được khoảng hơn tuần lễ hay tuần không nhớ, sau đó chuyển về giai đoạn một với chẩn đoán là thấp khớp, và bệnh nhân được nằm viện vô cơ quan dịch vụ với chẩn đoán là thấp khớp và đi cho siêu tim đúng bài bản thấp khớp siêu âm tim phải rồi thì cho siêu âm tim. Thì khi siêu âm tim thì tôi vẫn làm, nhưng chỉ có một câu người nhà nói trong tiến trình làm tim, người nhà nói một câu duy nhất thôi: sao đêm nó rên quá, bác sĩ, đêm đụng nhỏ ra nó rên quá, đau nhất thì đêm thôi. Chính câu nói đó tôi đi tầm soát cái khác lên chị, chứ người ta cho siêu âm tim tôi đâu đặt đi đâu cùng đêm mà động đá để động sân. Bệnh nhân nói đó từ là chúng tôi phát hiện ra nó bị neuroblastoma sau phục hoạt, và sau đó cô xuống chỗ nó đau là chỗ nó có phản ứng mạng xương thì mà tôi chẩn đoán là một cái nền siêu âm tim trả lời kết quả tim xong là khuyến mãi một câu là neuroblastoma di căn xương chảy. Bác sĩ lâm sàng hỏi sao kỳ thì sao siêu âm tim rồi cái này trước đó siêu âm bụng không thấy, tôi nói tiếp đến siêu âm bụng thấy cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đâu để ý đâu, thì khi cùng kéo sẽ có hơi cái xe này, đặc biệt là cái neuro mà nhỏ sau phúc mặt bên trái rất dễ bị bỏ sót, bởi vì nó bị cái hơi của dạ dày nó che trên hai bỏ sót. Nhưng mà thì tôi nghĩ cho nó đi tìm có phát hiện ra nó di căn là đang học đó. Đó là cái điều ông nói chị để làm gì trong tiến trình là hỏi bệnh sử, và sẽ giúp cho chị định hướng trong cái định hướng đó, sẽ giúp cho mình nghe rất nhiều. Thì chỉ cần nghe và eo nó sẽ chị biết nó là cái gì, phải tìm cái gì. Và tất nhiên không phải là thánh thần gì hết, mình không phải là mình luôn luôn là đúng, và cũng không phải lúc nào mình cũng là superior. Mình hãy lúc đôi khi anh chị phải tham khảo có những cái tại sao anh chị thấy có một cục xương ở trên x-quang, trên xương thấy có một cục vui quá cố quá rõ ràng dính sát cái màng xương mà chồng x-quang lên không thấy, kỳ lạ. Sao siêu âm thì thấy nó một cục dính này, thì đó là hiện tượng cố quá xương cơ, nó gọi là hiện tượng cố quá xương, gọi là viêm cơ cố quá, nó đóng thành khối kia ở lát cắt của anh chị do cái trùng tia bị qua cái khối cơ, cái khối cản âm đó, cái che đó, anh chị cũng cảm nhận rằng nó dính được màng xương, nhưng thật ra nó là màng xương nằm trong khối cơ. Đó, anh chị cũng nên tham khảo thêm để củng cố, tham khảo thêm để coi có phản biện ngược lại không, chứ đừng tự hại. Thậm chí làm rồi bác sĩ làm xong rồi trả kết quả đâu, nhưng bệnh nhân nói tôi lại xem lại x-quang ra cái kiểu khác, cầm x-quang coi lại xong phải tìm những cái lại mình coi lại lần nữa, coi lại để đối chiếu, nếu nó cùng với mình ok quá tốt, không cùng mình tại sao không cùng. Nên điều ý muốn của này muốn nói thì là gì, tham khảo nhưng đừng tự hại. Mà tham khảo không phải lấy cái chuẩn X-quang CT là chuẩn dạng, không phải lấy hình ảnh cao cấp đó làm tiêu chuẩn cho tôi cái chuyện đó này. Thấy X-quang CT trả lời sạc cơm, X-quang cũng trả lời, nãy nãy trả lời lắp xe rồi, X-CT trả lời sạc cơm, tôi trả lời sạc cơm không phải. Mình phải có những chính kiến của mình, quan trọng mình tham khảo, mình đối chiếu, mình củng cố lại.
nếu mình thấy rằng nó không rõ ràng, không đủ tiêu chuẩn của siêu âm thì lúc đó chị sẽ ra một cái hướng khác, trả lời chung chung hơn, không quá mạnh miệng. Mày mạnh miệng là mất quay. Như vậy thì khi anh chị khảo sát cái siêu âm của mình, có một cái nguyên tắc thứ hai mà anh nói là phải sử dụng đầu dò thay liên, sử dụng đầu dò thay liên đầu dò bản tần số khoảng 7.5 đến 12 MHz tập độ, 7.5 đến 12 MHz. Thứ hai nên kết hợp, chỉ là luôn luôn kết hợp khảo sát đó. Đây có những thương tổn ở phần mềm hay kia chị mới nhìn vô nó là khối dịch, nhưng bản chất của nó là một khối nó tăng cứ mà cho cái độ và âm nó cao quá, cho nên anh chị tưởng là vậy, còn để vô thấy nó có flow trong thì nó là khối u chứ không phải khối nang, nó không là một cái kiss. Điều quan trọng thứ hai nữa cũng là flow, nhưng mà khi chị đánh giá coi hiện tượng cứ máu như thế nào, máu dữ dội không là flow quan trọng, hay là nó chỉ có hiện tượng trục với nó. Tôi kể bệnh nhân cái tỉnh vô thì ý tỉnh vô quan cục ngay chỗ cái đầu chân ngay dưới xương ngón có xương lên cục, vô bệnh viện tỉnh bác sĩ nói áp xe rồi đặt, bệnh nhân nói thôi không đặt, nó để chạy lên đi đồng một. Khi tôi đặt rồi tôi chuyển nó ra đặt một cái túi giả phình động mạch chỉ trước do một cái gai xương nó làm thủng, nó đặt túi giả phình đặt các xe vô cái ý tỉnh mà đặt chân cái là xịt xì dầu ra thôi. Tại áp lực nó lớn, xịt vô cái nó luôn chạy bỏ chạy nên là nhờ lúc đây mà điện thực ra thì mấy chị cẩn thận hơn, chị nhìn vô chị thấy dùng cái dòng xoáy bên trong nó có hiện gọi là hiện tượng chụp lâu dòng xoáy. Có những đứa trẻ đôi khi nó sau chấn thương bị một cái giả phình, có những đứa trẻ nó do cái gai xương đâm thủng một đạo cái giả phình. Và trong trường hợp này ca mà tôi vừa kể đó là túi giả phình của động mạch chi trước, mà do mình để ý rất để lúc nãy vô thấy quá rõ luôn, cho nên nên khớp họ siêu âm rất là. Một yếu tố thứ ba trong kỹ thuật khảo sát nữa đang có việc và kỹ năng và kỹ thuật chúng ta chút xíu nữa, đó là gì? Khi những thương tổn quá lâu thì anh chị có hai cách, hoặc là dùng postdo hoặc là túi thật trong cái dạng thật, hoặc là anh chị bỏ vô một cái túi đựng gel đậu để tăng khoảng cách lên, hiểu không? Tức là dùng cái túi để đựng gel đặt vô, có thể là dạng thật cũng được, dạng gel thì sử dụng được, đổ vô tăng khoảng cách lên. Còn riêng tôi vậy bệnh viện không có, cho nên mình lại làm cái dùng gel đặt để lên một lớp dày lên đó, để bớt gel dày lên đó và để nhẹ với áp lực để lên thôi chứ đừng có đè nó sẽ để lên phụ da với một cái gel đó để anh chị thấy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi từng chứng đoán những cái ba giới thì mình dân mình gọi là ba giới, hay là những cái là những cái dầm anh chị, cái dầm nó nhỏ nhỏ nằm trong lớp bì, trong lớp mỡ với da, nếu làm mình xem mình thường không thấy nổi, nhưng đến như chị và chị nó đau ở cho con mà nó đến thì nó đau, nhưng mà khi đụng như nó đau nhưng mà dùng cái đó chị có thấy được, dùng cái gel một ít đạo một ít gel về mặt của nó một chút để đầu dò để nhẹ thật nhẹ thì lúc đó chị thấy được cái gọi là những cái dầm tại vì x-quang không thấy, siêu âm cũng x-quang không thấy, rồi siêu âm thường thường không thấy, phải nằm quá nông, chỉ có những cái kỹ năng đó anh chị mới chẩn đoán được. Đó là về mặt kỹ thuật chút xíu rồi thôi. Thì trong bệnh lý của phần mềm này nó sẽ có ba cái lớn, những cái bệnh lý viêm nhiễm, những cái khối u và giả u, và thứ ba là bất thường mạch máu. Thì nhắc lại một chút xíu, ở trong cái lớp ở lớp bì của anh chị thì trên lớp cắt và lớp bì, lớp mô mỏi dưới da và lớp cơ cơ lớp cơ bên dưới mà tương ứng ở đây anh chị thấy trên sau lớp bì mỏng này, lớp thượng bì, lớp mỡ dưới da, lớp cơ cái mặt màng xương. Vậy siêu âm có thể chẩn đoán gãy xương được, gãy xương cứng, cho nên thì thấy ra cái màng xương này đối chiếu. Như vậy thì nhớ gì, siêu âm để khảo đánh giá bệnh lý của da thì nhớ tạo một lớp siêu đạt đè nhẹ thôi, thấy được lớp bì, lớp mỡ dưới da, lớp bì mặt
cái cô dạy kế đó là nó bị thua kém, có thể có những thứ sợi, có những thứ thùy mở ngoài nó không mở dưới da, để đến lớp cơ, để đến lớp cân, để đến có lớp mạc xương. Trong bệnh lý của môi, cái bệnh lý da của môi da rất nhiều, có thể là một cái viêm mô tế bào, có thể là phù đề, bất thường mạch máu hoặc những lipom. Trong cái những cái bệnh lý đầu tiên là cái bệnh nhiễm trùng da, và những bệnh lý nhiễm trùng này hay gặp nhất đó là có thể là một cái do hay mình gọi là viêm mô tế bào. Ở những bệnh nhân viêm mô tế bào hay là viêm áp xe của mình thì xưa, nhưng mà anh chị nhớ tôi có thể là một cái viêm mô tế bào thông thường, có thể là mình gọi là viêm mô bào hoại tử, bởi vì nó hiện tượng tắc mạch, khi nó hiện tượng nó tắc mạch nó có hoại tử mô, hoại tử cái nữa trên nền siêu âm thì thấy cái ngoài ngoài hiện tượng thâm nhiễm viêm dày ra nó có những ổ cái nó ổ hoại tử, thì có chừng là một cái viêm mô tế bào hoại tử. À, khi sâu hơn một chút xíu nữa thì có thể bắt đầu vô lớp cơ, trong cái viêm có thể là viêm cơ có thể là viêm mũ cơ, viêm mũ tầm và thiết yêu viêm và đa viêm mũ cơ đa phần thường là viêm không. Rồi xuống một chút xíu nữa thì anh chị sẽ có tạo một ổ xe. Thì trong cái đây là những cái bệnh lý viêm nhiễm thôi, mình đang nói về viêm nhiễm của đi từ lớp bì, trong lớp bì là viêm mô tế bào, xuống mô mỡ là viêm mô mỡ và viêm hoại tử, viêm mô mô tế bào hoại tử những lớn xuống một chút xíu lô tế mô mỡ. Và khi nó nằm trong lớp cơ thì là viêm cơ và viêm áp xe cơ, hiểu không? Tôi đã nhắc lại là viêm mô tế bào thường là anh chị thấy nó nằm ở trong lớp bì hoặc là mô mỡ dưới da mà chưa có hoại tử, hoặc khi đã hình thành những ổ hoại tử thì là viêm mô tế bào hoại tử, áp xe quá và viêm mô bào hoại tử. Như vậy thì hình ảnh của nó dễ không khó, anh chị thấy hình ảnh trên hình ảnh siêu âm là cái gì, anh thấy anh chị thấy cái lớp bì mô mỡ như da nó có những mắt thới sợi là những thới sơ sợi, nhưng mà đây là mô mỡ. Nhưng mà khi chị đối chiếu cùng ở bên đây bên đối chiếu bên khác mất đi, nhất là hiện tượng thâm nhiễm cái cô dày, thâm nhiễm cái cô dày trong lớp bì mô mỡ như da rất là không rõ. Trong cái viêm mô tế bào này nhớ cho tôi hai câu quan trọng. Thứ nhất, có tất nhiên có khi đứa trẻ đến anh chị trong bệnh cảnh nó đau, nó sưng thấy đỏ lên đó, nhưng mà trước khi mà anh chị loại trừ chẩn đoán là viêm mô tế bào thì luôn luôn phải loại trừ cốt bị viêm bên dưới, bởi vì viêm mô tế bào chỉ phản cái ngọn bên dưới của nó là một cái phản ứng mạc xương, một cái tụ dịch mũ cạnh mạc xương mà mình hay bỏ sót. Bác sĩ lâm sàng kia chuẩn đoán mình và siêu âm mình cũng vậy, chuẩn đoán là viêm mô tế bào, nhưng mà thực tế nó là một cái cốt bị viêm xương, cho nên trước khi hạ bút nó là viêm mô tế bào nhớ ngó từng cái màng xương bên dưới. Hay nói ngược lại, trong câu trả lời kết quả luôn phải để ý cạnh màng xương. Nếu anh chị anh chị nào phải đi như đồng hồ, tôi luôn trả lời một câu là dày thâm nhiễm mô lớp bì mô mỡ với da, câu hai không thấy phản ứng màng xương, không thấy tụ dịch phản ứng màng xương. Trong câu trả lời người ta kết quả luôn luôn có câu đó. Nếu anh mà để ý thì thấy không hiểu tại sao em trả lời như cái bào, bởi vì sao cái bảy cái mặt trên cái gốc của nó là ở dưới mà hai cái nó khác nhau. Như vậy thì cái điểm thứ nhất đó là viêm mô tế bào về đặc điểm chẩn đoán anh nói rồi. Đặc điểm thứ hai quan trọng nữa là gì, phải trả lời câu hỏi thứ hai, viêm mô tế bào áp siêu quá chưa, tụ mũ chưa, bởi vì sao nó sẽ dẫn đến một cái thái độ rất là khó khổ. Cho nên câu trả lời thứ hai phải trả lời viêm mô tế bào cái giai đoạn đầu là hiện tượng dày, ế có dày, hồi âm dày trong lớp bì mô mỡ dưới da, da nó thâm nhiễm. Và thứ hai, nếu đã hình thành ổ áp xe, ổ hoại tử sẽ thấy có mũ bên trong. Muốn thấy được mũ này bằng cách là gì, nhớ nhấp nhô đầu nhỏ, tại vì nó cũng dày, cái mũ viêm mô tế bào áp xe quá mũ hồi âm rất dày, nó không phải là một cái hộp dịch eco kéo cho anh chị thấy, không phải là để có hơi mà nó là hồi âm dày. Anh chị phải nhấp cái đầu nhọn lên xuống một chút để thấy cái sự sóng sánh dịch mũ ở dưới, hoặc là dịch mũ chuyển động qua lại. Đến như vậy để ta đặt thuốc mũ cho sớm, chứ để nếu không để đợi cả tuần hai tuần tốn tiền kháng sinh.
các bạn nhớ gì để chẩn đoán quy mô tế bào, anh nhắc lại dày hay khô dày, trong cái bì mô mỏ cái da và thầm nhiễm. Anh chị thấy đây là đang trong lớp bì mô mỏ cái da, thì cái hình ảnh này gửi cho anh chị một cái gọi là quy mô tế bào, nhớ là một quy mô tế bào bắt đầu hình thành những ổ echo kém, những echo dày bắt đầu nó là quá tử áp xe. Nếu đang được chẩn đoán, đang theo dõi điều trị một cái viêm mô tế bào thì bắt đầu hình thành những ổ mủ, thì cái đó anh chị nói là bắt đầu viêm mô tế bào áp xe quá. Đây là những ổ mủ, bắt đầu hình thành những ổ mủ. Đứa trẻ này được gửi đến cái một cái đến một cái hiện tượng sưng của cái mô bàn tay, sưng thấy đỏ lên rất là giống như là dễ chẩn đoán liền là quy mô tế bào luôn. Bệnh nhân đến mình cảnh sưng vậy thì những tất nhiên lâm sàng có nhiều khả năng có thể là quy mô tế bào, có thể áp xe hóa cũng được, cũng có thể là cốt tủy biên cũng phải đó rồi. Như vậy thì sao bắt buộc anh phải làm cái siêu âm thôi, siêu âm một lần bước ban đầu thấy cái gì anh thì chỉ trong lớp bì mô mỏ dưới da hiện tượng có dịch, đây là dịch nó có hồi âm, dịch nó có hồi âm, nó không là nó ổ nhưng nó dịch nó là hồi âm, có phản ứng với anh chị đây, đây là dịch, đây là một cái viêm mô tế bào áp xe hóa, và trong trường hợp này nên rạp thuốc cũ điều trị nó không hết nổi đâu. Chưa kể nếu cái này nó chỉ là một viêm mô tế bào áp xe hóa, nếu anh chị để hai cái hậu quả lớn, tất nhiên là quả đầu tiên tốn tiền kháng sinh, không tiêu nổi mủ, nhưng cái kiểu ngược lại là từ cái nhiễm trùng này gây nhiễm trùng máu được, từ cái này nó vô viêm xương được, một cái cốt tủy biên từ bên ngoài lẫn vô chứ không phải từ xương đi ra ngoài đây từ ngoài đi vô, cho nên trong trường hợp này nên là tôi thường những trường hợp này tôi đề nghị là đều để thường ghi một câu là có khả năng là thoát mủ chứ không có khi một số chị đề chẳng chẳng là đề nghị là thoát mủ thì nó hết hết nó có sự lâm sàng cũng là dự án tôi chỉ trả lời khó khả năng, có nghĩa là lúc đó anh có thể chặt được là nó ý muốn nói gì thôi. Đứa trẻ này cũng vậy, đặc biệt là ở sơ sinh mấy đứa trẻ nằm ngày xưa nằm nó nằm nôi mà là nằm than nằm trong buồng kính, khi nó đến mình cảm thấy cái buồng thắt lưng cùng nó sưng này nó sưng đỏ lên. Như vậy thì sao trên xe mình thấy đây lớp mủ này vì mô tế bào áp xe có mủ thành chi đây lớp mủ, mủ nó sống sánh như là mô vậy đó, nhưng quan trọng khi chị thêm cái thắt lưng này. Như vậy thì câu hỏi ở đây nó có ba chuyện để nói. Cái điểm đầu tiên là nó viêm mô tế bào áp xe hóa cho nên mủ ra mủ đặc đặc, lưu ý khi dõi âm lịch này nhất thì để ý kỹ tinh nhất thì xem sẽ thấy là nó có hiện tượng thâm nhiễm hay khô dày ở khoảng xung quanh một chút nữa để anh chị củng cố chẩn đoán là viêm. Và cái chiều ngược lại thứ hai là cái gì, khi thấy một cái viêm mô tế bào áp xe hóa dùng các lưng cùng luôn luôn để coi nó có được dò, một trong những cái đó gọi là dò xoang bì, chính cái đường dò xoang bì từ thông tuyển nó đi ra nó gây nhiễm trùng. Và tôi nhớ là ngày xưa cũng có một bệnh nhân bị viêm á, bị thoát vị bằng não tủy bằng não thôi, nó có đường dò nó bị viêm áp xe mô nhiều, bác sĩ tỉnh nằm thoát mũ đưa cam đi thoát và sau đó nói như nào một câu thôi là cái mũ này nó ăn lòn vô cái tỷ hên là không yếu liệt, nó không bị bỏ thật bằng quan hệ bằng quan thần kinh, bác sĩ mình bảo thì đưa cái ly vô để thấy thoát thì cái tủy thấy dừng lại đó, nếu mà thấy dừng lại chứ thì có nghĩa là nó bị viêm mô tế bào áp xe hóa. Nhưng cái việc hai chiều mà nhắc lại chiều chuẩn đoán tới là thì chuẩn đoán không khó, mổ hồi âm với cô dày thâm nhiễm hay cô dày ở ngoài xung quanh, nhưng cái chiều ngược lại coi nó có một bệnh nào ở dưới không, có một cái đường nhỏ ở dưới không, đường dò xoang bì, một cái bất thường của cơ thể không, nhớ cẩn thận. Anh chị thấy mũ đi, mũ bẩn dày thâm nhiễm xung quanh mô mỡ viêm mô tế bào áp xe hóa dùng thuốc cuối cùng trên đứa trẻ 16 ngày tuổi thôi. Đứa trẻ này sơ sinh nằm ở bệnh viện khoa sản, khoa sơ sinh cơ sở được gửi đến tôi để chẩn đoán là hemangioma máu,
không phải là chính xác rồi thì hội chẩn bác sĩ tim mạch, các bác sĩ của trong cái họng về bú máu để điều trị bú máu, khi được gửi qua tôi coi thì thấy là anh thấy viêm nó đỏ ở vùng thái dương, cái vùng tiếng mang tai, vùng tiếng mang tai, và khi mình siêu âm thì thấy viêm đỏ ấy, nhưng mà khi xem thấy một cái mass echo kéo giới hạn không rõ lắm trong vùng tuyến mang tai, và tất nhiên anh chị thấy là nó không có hiện tượng tăng sinh mạch máu nhiều, một cái mass echo kép giới hạn không rõ trong vùng tuyến mang tai và không có tăng sinh mạch máu, thứ nhất không phải là mạch, và hình ảnh năm sàng siêu âm thì đó đây là một viêm áp xe vùng tuyến mang tai. Tại sao ở đây nó có hai vấn đề, một viêm áp xe vùng tuyến mang tai có ý định điều trị như tụ cầu, điều trị như một cái septicemia ở trẻ sơ sinh, ở trẻ sơ sinh một cái nhiễm trùng vậy là nó sẽ sepsis, cho nên bắt buộc phải điều trị như một nhiễm trùng chứ không phải điều trị kháng sinh uống. Anh chị, điều quan trọng thứ hai là anh chị tất nhiên đã nói được viêm mô tế bào sao thì nói một trong những cái viêm áp xe của vùng tuyến mang tai phần lớn là tụ cầu, nên câu hỏi thứ hai phải loại trừ có đường dòng thang mang thứ nhất, có đường dòng thang mang thứ nhất nó mới gây nhiễm trùng vậy chứ không phải tự nhiên, nên cái quan trọng là loại trừ được bú máu để làm gì, bởi vì khi họ chẩn ta với họ đến một chẩn đoán là bú máu để họ sử dụng cái thuốc điều trị bú máu, và khi tôi chẩn đoán mà alo cắt không sử dụng thuốc điều trị bú máu, ok dễ ra viêm nhiễm rồi phù nề. Thì trong các phù nề có hai vấn đề, thứ nhất anh chị thấy nó đến với anh chị là cái phù nề là có thể bất kỳ đâu nó sưng lên và càng bóng lửng lên chút, nhưng thường thường những cái phù nề nó đau rất nhiều. Cái điểm quan trọng thứ hai là cái gì, thứ hai là anh chị thấy cái phù nề đó nó lại về cái độ dày nó có thể tăng, nhưng quan trọng là thì thấy được những cái cấu trúc ống, tức là ống bạch huyết ở dưới da nó giãn. Anh chị thấy nó phù nề, cái bệnh cảnh phù nề này thì gặp ở những bệnh nhân bị hội chứng thận hư, ở những ở bệnh nhân bị giảm đạm suy tim anh chị vẫn thấy được, ở những bệnh nhân bị côn trùng cắn đôi khi anh chị cũng thấy hiện tượng phù nề đây. Thì vấn đề của mình là cái gì, cái điểm đầu tiên anh chị thấy đó, thì khi người ta chụp cái mặt bạch huyết dưới da thấy cái hẹp bạch huyết là nó nhẹ, còn cái điều quan trọng nói đây là anh chị thấy trong lớp mô mỡ dưới da nó dày, có những cấu trúc ống lệ không khéo, hoặc là chị gọi là hiện tượng phù nề. Nãy nó là bây giờ dày e cô dày, còn mình cho nó là nó phù nề có nghĩa là có những cái vùng e cô kém trong lớp mỡ, có những vùng e cô kém, có những cấu trúc ống đó là do hệ bạch huyết nó giãn hơn. Anh chị thấy thì khi nó phù nề bạch huyết thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó đây thì thấy lớp mỡ dưới da có những cấu trúc ống giãn, đây là hiện tượng phù nề dưới da, phù nề mô mỡ dưới da. Anh chị thấy phù nề một trong những cái mà hay gặp nhất đó ở trong thời kỳ sơ sinh, đó là phù nề mu bàn chân, khi mà mu bàn chân hoặc là mu bàn tay thì trong ở đây thì nhắc nhở một câu duy nhất là phù nề khi chị gặp một đứa trẻ sơ sinh, phù nề mu bàn tay đặc biệt là mu bàn chân phải luôn, tại mình hay nghĩ đến cái phù bạch huyết, bác sĩ lâm sàng nghĩ đến phù bạch huyết, nên là anh chị thì phải nghĩ đến hội chứng trục nơ. Đây anh chị nói phù nề mu bàn đứa trẻ này tôi gửi đó, tôi một cảnh phù nề mu bàn chân các bạn, phù nề mu bàn chân, nhưng mà khi xem cái gì đây là phù nề mu bàn chân. Ngày xưa cách đây khoảng hơn mười mấy năm về trước, bệnh nhân được gửi đến tôi chẩn đoán là phù nề mu bàn chân, thì khi tôi làm siêu âm tôi chỉ trả lời hai câu khảo sát thì coi là phải tĩnh mạch không, câu đầu tiên là không thấy bất thường hệ động tĩnh mạch chi dưới, tại sao mình khảo đất là khảo sát đất le là bảo chi dưới mà, thì tôi coi thì thấy tín hiệu đất le động mạch tín hiệu tĩnh mạch bình thường. Câu thứ hai tôi hay ghi trong một cách ngày xưa đó, ngày xưa tôi hay ghi đó là đầu tiên là nhắc lại lần nữa là không thấy bất thường có hệ động tĩnh mạch. Câu thứ hai là gì, nghỉ left for them,
phù bạch huyết thôi. Lỗ chợ thì còn tạo mặt mặt ra rồi thì còn mặt bạch huyết như gì, đúng không ai bẻ anh chị đó. Nhưng 10 năm sau thấy ra một cái điều là gì, mình sót chứ không phải là mình lỗi. Mà mình ấy chính vì cái mình sót mà mình bác sĩ lâm sàng cũng không biết. Bởi vì sao? Tất cả những đứa trẻ bị phù nề, lymphodem ở mô bàn chân, xâm tiền sản có thể thấy anh chị, xâm tiền sản có thể thấy nó nằm trong hội chứng cực nơ. Khi anh chị nghĩ và cái này, tôi khi mà tôi thấy mô bàn chân mà tôi gạt xem tôi cũng trả lời, tôi nghĩ đây trong hội chứng cực nơ, nghĩ trong hợp anh chị coi cái da gái biết sao, vừa da gái, nếp da gái dễ quậy. Thứ hai, chân ta, chân tóc là nó mắng thấp hơn bình thường. Cái thứ ba nữa là đôi khi nghe chị thấy hai nó muốn được xa. Thì cái này, tôi chẩn đoán đây là hội chứng tụt nơ, đề nghị làm cái cao tiếp. Đi làm cái cao tiếp, đây phù nề của mô bàn chân không chị? Phù nề của mô bàn chân. Và cái quan trọng là không có phù chứa. Ngó luôn, ở trẻ sơ sinh coi xem thấy coi cái nguồn tiểu cung buồn trứng rất dễ coi nhưng họ thấy buồn trứng và tôi chỉ muốn mạnh dạng chỉ nói đây là hội chứng trục nơ. Hội chứng trục nơ 45 XO không có buồn trứng. Ca này sau đó thì làm cao biết ra kết quả là về là hội chứng trục nơ. Cái điều quan trọng nhất là cái gì, đến trong bệnh hạnh phù này mô bàn chân là phù bạch huyết, nó gọi là lymphodem phù bạch huyết. Khi anh chị thấy phù bạch huyết ở hai bàn chân thì ở cái gan ấy thì cái câu kế nó đã biếu ra, chị giỏi chút nữa kiểm tra được hai bàn chân. Nếu không có bù chứng đường chắc chắn nó là trục nơ. Nhưng cái điều anh chị chứng nói trục nơ đây nó quá đơn giản, khao tiếp như vậy cũng cấp cho chị rồi. Nhưng cái quan trọng ý nghĩa nhất là cái gì anh chị biết không, quan trọng nhất là dạng đứa trẻ đúng khoảng 7-8 tuổi phải siêu âm lại để thời điểm đó sử dụng hoặc hơn thay thế. Bởi vì anh chị chẩn đoán hoặc chứng trục nơ mà nếu anh chị thả đi, anh chị không sử dụng hoặc hơn thay thế thì đứa trẻ, những đứa trẻ bị hoặc chứng trục nơ có hai điểm. Thứ nhất 18-20 tuổi, thậm chí 25 tuổi luôn, thể hình, thể chất của nó giống như một đứa trẻ 10 tuổi, 8 tuổi, không phát triển về chiều cao, nhưng quan trọng nhất là không có điểm nước. Hiểu không? Đứa trẻ mà, một đứa gái mà không điểm nước, tất nhiên chắc chắn không sinh đẻ được rồi. Nhưng ít ra nếu anh chị sử dụng một ngon thay thế, nó sẽ phát triển như một đứa nữ, thì đứa trẻ này nó có thể hòa nhập cuộc sống được. Nhưng nếu anh chị không tác động nó vô, thì nó 20 tuổi nó giống như một đứa trẻ 8 tuổi, 10 tuổi. Thể hình, thể chất. Tại vì sao? Bởi vì vừa tập những bệnh nhân này rồi. Bệnh nhân này 25 tuổi, khá bình thường dụ, thể hình nó xíu à. Mấy em nó xem, để nói là thiểu năng sinh dục. Điện thoại cho tôi, thì nó đang mang ra thôi. Và phát triển ai, thì tôi phát hiện ra nó bị hồi chứng trục nơ. Em bé này bị hồi chứng trục nơ. Nhưng mà do thật nó không phát hiện thể hình, thể chất. Nhưng thời điểm này sử dụng thuốc không có tác dụng. Và tất cả những ca hội chứng trực nơ tôi phát hiện thường tôi ghi lại số điện thoại nó đến như vậy, đến khoảng gần đó thì điện thoại kêu. Tôi có những bệnh nhân mà phát hiện rất nhiều, đến giờ phút này trong tay tôi có thể nói là tối thiểu là từ 8 đến 10 ca hội chứng trực nơ phát hiện tình cờ trong thời kỳ sơ sinh thôi. Vì một cái là bị phù nề mô bàn chân, chứng nhỏ lymphodem trên siêu âm thấy có bằng chứng của cái không có bằng chứng. Và cách đây mấy bữa, cách đây tháng rồi thì có một cao chứng trục nơ thì quá ly kỳ hơn. Lúc nhỏ thì cắt cổ, cắt cái da cổ, kéo ra trước kẹp lại. Và giờ nó 8 tuổi thì dắt mặt bà cô và gì nói rằng cứ mỗi tháng đi hớt tóc vùng cổ. Chị hiểu không? Hớt tóc vùng cổ. Bởi cái da cổ kéo rồi thì nó gạt trước nè. Nên tóc mọc ra phía trước gì nè, mọc gì nè. Nên mỗi tháng thì hớt tóc vùng cổ. Nên làm lại ngoại lệ hớt tóc vùng cổ là vậy đó. Da cổ nó bị kéo, ngày xưa nó cắt. Nên cái người cũng thuộc viên họ cắt, nhưng họ không phải dở.
cái bạc nó câu nó kéo sao không kéo giờ bạc cái kéo ra trước trong cái giờ tóc một như vậy hai bên mỗi tháng phải đi cạo mà đang cố gắng đang thật lòng đang đi kiếm nhà thầy cạo để cho nó điều trị ọt ngon giờ 8 tuổi nó lùn rồi nó đã lùn rồi cho nên nó bằng chứng đầy đủ rồi nhưng đang cố gắng kiếm nhà chợ nó hơi khó chút mỗi mũi cái 10 triệu mỗi mũi thuốc 10 triệu mà chích cho nó hả cứ tháng chích một mũi mà cho đến khoảng chết cho đến khoảng gần vậy thầy chắc mình ngưng để cho đứa trẻ nó có chiều cao có đầy đủ một xíu mình ngưng anh chị đâu có tiền đâu anh kiếm thầy chợ thầy là trẻ như thơ rồi như vậy thì chị chỉ nhớ cho một câu duy nhất thôi lem phu đem được mua bằng chân hay gặp không gặp đó đặc biệt là trong thời kỳ sơ sinh thì nên nghĩ đến dùng nên nghĩ đến dùng cái hỗ trợ chứng cực nơi đó là điểm quan trọng nhất và khi nghĩ đến nó rồi thì mình biết mình làm gì thầy cho em hỏi này cho cái sơ sinh mình tìm một trứng rất là khó này quá dễ chứ sao lại khó không nó còn thì... dễ hơn những đứa trẻ 4 tuổi 5 tuổi 4, 3, 4, 5 tuổi thì khó coi trứng hơn trẻ nhỏ tại sao bởi vì ở trẻ sơ sinh nó chịu ảnh hưởng hormone của hormone các bạn cho nên thậm chí sơ sinh nó còn có cấp chu kỳ tử cung của đứa trẻ sơ sinh nó to nhưng qua thời kỳ sơ sinh thì bắt đầu theo thời kỳ ngủ nghi thì bắt đầu nó nhỏ đi đến đầu 5 tuổi nó sẽ bắt đầu nó phát triển từ từ trở lại cho nên ở trẻ sơ sinh buồng trứng rất dễ coi ok bảo đảm rồi cơ mới lớp bì của mở lý da cơ ở đâu có hết động lực rất nhiều và cái quan trọng nhất là có thể những sợi cơ tập trung thành một bó và những cái bó đó đã là cơ nhưng mà cơ đầu thận cơ là cân cân nó bám lên cái bánh tặng thôi nhưng cái điều cậu lại đó em chỉ cái cơ không có cơ không có sợi chỉ nhớ hai điều quan trọng của siêu âm cơ là gì hai điều rất quan trọng của nó cái điểm đầu tiên là khi anh chị làm siêu âm cơ thì thứ nhất cắt cho đúng trục bởi vì cái bó anh chị cắt không đúng trục thì nó có hiện sẽ xin lỗi bệnh loạn nhiễm cơ nằm trong bệnh cảnh Duchenne.
biểu là một bệnh lý di truyền và con trai nó bị thôi. Đến thì ai biết được, ai đó đẹp trai đi không được, yếu hay là siêu thấp, ai biết. Cái quan trọng là tiền gợi ý lên là sinh thế, chỉ cần so sánh. Cho nên anh nhắc lại, bình thường thì những sợi cơ này sẽ có cấu trúc là người ta gọi là hình ảnh lông vũ, có những thớ sợi giống lông vũ, cố gắng thành nó có những thớ sợi. Và khi các cùng trục dậy trên đó có những buồn phải cô dày bất thường là có chuyện. Ok vậy đó, đơn giản quá. Mình chỉ thấy hình ảnh những bó sợi đó thôi. Đây là những thớ sợi xưa à. Và anh chị lưu ý khi bị cắt hình xéo một chút là nó sẽ thay đổi cái độ hồi âm, nó gọi là nhất là hiện tượng không đẳng trục. Dễ không? Chỉ nhớ một câu duy nhất, cắt đúng trục hai bên, so sánh đặc điểm lông vũ. Và khi ở đầu tận của một sợi cơ thì nó là gì? Là cân. Là cân. Nhưng cái cân này rất dễ nhầm với sợi thần kinh. Rất dễ nhầm với sợi thần kinh. Vậy điểm nào để phân biệt giữa cân và sợi thần kinh? Anh chị trong tiến trình là cho đứa trẻ co rút một ngón tay, ngón chân, hoặc là bản thân anh chị lấy tay thì lắc lắc cái tay. Nếu nó là cân, nó sẽ di chuyển. Thần kinh không di động. Dễ không? Quá dễ đâu. Anh chỉ cần lấy cái ống tay và bảo đứa trẻ nó co dữ nè, vô một cái. Thì cái cân đó nó sẽ co rút. Anh chị thấy nó cử động, chuyển động. Anh chị cái con cái nó không cử động, nó là sợi thần kinh. Tại đặc điểm của sợi thần kinh là những cái cân này nằm cũng gần nhau và cũng dễ bị lầm. Điểm duy nhất là S trong tiếng Việt là cái lắc lắc này. Là cái cân này, cân gấp cân duỗi, nó co tới co lui thì rất không không. Đó là những cái kỹ năng xác thẩm chỉ. Đọc như thế. Như vậy thì sao? Thì khi nói bệnh lý cơ thì rất nhiều, có thể cũng là viêm áp xe, có thể là chấn thương, thậm chí là thoát vị cơ. Ê mặt tương viêm cơ. Như vậy thì sao? Viêm mũ cơ thì đó một cái đặc thù thường có một cái bệnh lý nó có thể những cái trẻ mà nó bị viêm áp xe đa cơ, viêm áp xe đa cơ. Thì nãy nói thường thường đa phần nó tụ cầu đó chị, đa phần nó tụ cầu. Cái điểm quan trọng là viêm trên cái vùng đó tùy theo giai đoạn, trong khối cơ có khối thâm nhiễm. Nếu mà đã giai đoạn đầu có cái này được thâm nhiễm chưa thành, có cổ mũ chưa hoại tử, nhưng khi nó hình thành ảo áp xe thì bắt đầu nó có mổ bao thì nó có hồi âm. Điều quan trọng là có hiện tượng thâm nhiễm. Và cái quan trọng nhất là chị phải chẩn đoán là tại sao cái gì chẩn đoán mà cái viêm áp xe cơ nó khác với một cái thằng elatom, khác với một elatom. Bởi vì sao khác gì chỗ là gì? Là nếu anh chẩn đoán là elatom thì không sử dụng kháng sinh, và khi chẩn đoán là áp xe sử dụng kháng sinh. Và bệnh nhân của tôi, bệnh nhân này có 40-50 kg, đến trong cái đồ vệ sinh đau thì mấy em chẩn đoán là áp xe cơ cứng đầu đùi nhập viện. Nhưng mà khi nó gửi xuống cho cô kỹ lại, tôi đã là em mặt tơ. Thì anh chị thấy cứ một ngày dài trăm ngàn, cứ một ngày dài trăm ngàn. Tại khi mà dùng kháng sinh chích đối với một áp xe cũng đâu có phải dùng kháng sinh Cefalexin uống bình thường đâu. Anh chị hiểu không? Như vậy thì tiêu chuẩn nào để anh chị chẩn đoán cho một cái viêm áp xe với một cái em mặt tơ? Đâu có 3 điểm thôi. Cái điểm đầu tiên là gì? Cái là hematom với cái là viêm áp xe, thằng viêm áp xe thân chỉ đụng cho nó đau nhiều hơn. Có hiện tượng thâm nhiễm viêm, phản ứng viêm ở mô xung quanh rất nhiều. Và cái dịch bên trong nó có hồi âm. Trong cái hematom thì không. Dịch vẫn là những sợi phít riêng hoặc những cái máu ổn tụ, nó khác nhìn theo khác. Không có hiện tượng thâm nhiễm viêm đâu chị. Nếu anh chị tiến trình là chị làm. Và khi chị nghĩ là sự cần làm gì, chọc hút bên cạnh, nếu cần. Thì thường thường thì tôi chẩn đoán là đủ được. Cho nên chị sẽ thấy hai điểm đây là ổ áp xe. Quá dễ rồi. Trong cái cơ tứ đầu đùi chị thấy à, dịch có hồi âm, không có bao giờ thâm nhiễm xung quanh. Thâm nhiễm xung quanh hoặc dịch có hồi âm. Áp xe cơ tứ đầu đùi. Áp xe không khó. Viêm áp xe không khó.
Cái điểm thứ ba, điểm thứ hai trong bệnh lý cơ đó là thoát vị cơ. Như vậy thoát vị cơ là gì? Cái điểm đầu tiên là một trong những nguyên nhân mà bệnh nhân đến với anh chị khi họ đứng họ đi họ sợ cái con cục. Thường ở đâu ở thẳng chân mà nhiều, thẳng chân đứng lên rồi đang cục, nhưng mà đi siêu âm không thấy, chụp MRI không thấy. Tại sao không thấy? Bởi vì nằm nó chui xuống rồi. Khi nằm nó chui xuống, chỉ khi nó đến là gì? Khi một nhạc khai là nó sưng. Khổ cái đi xem bác sĩ mà vô xem nằm đè lên không thấy. Đó là bình thường, em thấy bình thường, nhưng bệnh nhân tưởng là sưng. Tại sao? Bởi vì như anh đã nói, đôi khi nó rất bọc cơ. Anh chị có gì rất chấn thương và yếu. Khi đứa trẻ bệnh nhân đứng dậy, nó chồi phần cơ nó ra. Thoát vị cơ là sự chồi của phần gốc bắp cơ nó chồi. Nếu mà bắp cơ nó chồi nó mà nó thường nó đứng đi nó vận động, đặc biệt là bệnh nhân đứng cái trụ cơ là nó được lâu lắm. Như vậy thì để chỉnh đốn được nó không khó, bằng cách nào cho bệnh nhân đứng dậy, cho bệnh nhân gồng lên lầu ra được cái thuật cơ đó, còn nằm không thấy đâu, em trai không thấy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình em trai mình nó cũng nhảy thôi, đâu có gì thật đâu đánh giá được. Anh chị hiểu không? Cho nên đây một cái kỹ năng em muốn nói đến là gì? Là bình thường anh chị không thấy. Thế khi anh chị vận động lên cái lầu anh được. Khi cho cái trẻ đứng lên, bệnh nhân đứng lên cái lầu anh được. Đây là cái mà thứ nhiên cái này là và từ chúng nó là thoát vị cơ. Bệnh thoát vị cơ có khi không cần điều trị, giải thích cho người nhà cũng được. Ít ra người ta biết đó là cái gì. Còn nếu như người ta không biết, bác sĩ mình cũng không biết luôn. Tại vì nó mà xịt nó bệnh nhân nó còn lao. Bởi vì nó đến nó khai nó sinh cũng mà siêu âm không thấy, em lai không thấy. Bởi vì nằm nó chưa nằm đâu thấy được. Ok, vậy nhắc lại quan trọng nhất để chẩn đoán được thoát vị cơ là phải siêu âm ở tư thế đứng, ở tư thế bệnh nhân gồng chi lên nó lồng ra. Ok, gì đấy ha? Đứa trẻ nãy nói cũng vậy, đến trong bệnh cảnh của cái đùi nó sưng, sưng hơi đau thôi, hơi sưng. Anh chị thấy trong lớp cơ, khi cắt gan nằm trong lớp cơ cái đùi có một cái khối eco kéo, không đồng nhất, không có thâm nhiễm, không có phản ứng thâm nhiễm viêm chua. Đây là cái hematoma. Hỏi kỹ lại, các bạn đưa vô đỡ. Cái hematoma chỉ ngóng vậy có hai điều anh chị nhớ nữa. Những cái cây hematoma cũ có khi nó không tan nổi, nó để lại một cái gan dịch, nó ly đi hoặc nó tiêu cũng đông rồi nó thành một túi dịch. Có khi người ta phải chọc hút, nếu cần chọc hút ra cái máu cũ khi nó tiêu thì đến anh chị nó phọc phiều hoặc nó hơi khó chịu một chút. Thì anh nhắc lại lần nữa là đây là cái khối hematoma trong cơ tứ đầu đùi. Đứa trẻ cũng ở tứ đầu đùi, nhưng đứa trẻ này trên nền tảng hemophilia. Thì các hematoma trong cơ tứ đầu đùi sẽ quyết nằm trong nền tảng của một hemophilia. Cho nên chị thấy cái máu mới. Okay. Chị thấy đây máu trả lời đây là các hematoma. Hematoma cơ tứ đầu đùi trên nền tảng đứa trẻ bị hemophilia rất quan trọng. Anh chị, khi chị chỉ nói áp xe 14 tuổi sau cũng tốn một bạn. Khi đứa trẻ này đến trong bệnh cảnh có một cái này đi, nó đi công viên nó bị nó đạp cái cành cây ở trong công viên rút ra rồi về sau đó thời gian nó chảy mũ thì nó vô bệnh viện ở quận cứ điều trị qua chụp X-ray lên cũng thấy bình thường không thấy gì hết. Thì khi đó nó được gửi đến bệnh viện đến một khoa siêu phát hiện cái gì, thứ nhất là một cái vết thương chảy mũ. Siêu phát hiện ra nó có một mảnh gỗ nó còn một cái mảnh dị vật nó còn nằm ở trong cái vùng miệng cặp mũ và thứ hai là một mảnh gỗ nó dài vậy đó và vẽ đường đi cho bác sĩ dọn cơm cái đó đó, tức là nằm đâu được vậy đó. Ở đây có ba điều khi anh chị thấy một thương lâu lắm
dị vật, một trong những dị vật đó bỏ sót lên chị. Điều quan trọng thứ hai, có thể là cốt tủy viêm. Một cốt tủy viêm mà tính nó sẽ rỉ mũ hoài, vết thương không lành. Thứ ba, nghĩ đến phật tất nhiên không phải là hiếm, đó là tổn thương lao da. Một cái nhiễm trùng nó rỉ mũ hoài không lành được dị vật áp cốt tủy viêm mãn tính hoặc lao da. Cái này nó quá rõ rồi. Giả sử như tôi không tìm thấy dị vật mà tôi phải nghĩ tới lao rồi đó, nhưng mà tại vì nó có một cái mảnh gỗ, một mảnh cây nó dài quá thì thôi, thì cái này là dễ rồi. Con bé này người Campuchia hay tôi nhớ được Campuchia đến trong một cảnh sưng cổ tay, thế em thì thấy một sưng cổ tay và bác sĩ gửi đến siêu âm, quá siêu âm phát hiện cái gì, thầy thấy một điều có một tụ mủ, tụ mủ trong cái mặt ở vùng miệng nhưng mà khi coi kỹ ra thì thấy đeo mũi này có một cậu gì lạ. Và cuối cùng đây chuyển đoán đây là một cái dị vật và xác hiện ra là cái dòng cổ tay nó bị này, người nhà nói là nó đã lấy ra rồi nhưng mà không lấy hết, không, nó có cái dòng cổ tay nó ship bên trong và đây là một cái dòng cổ tay ship nằm trong cổ tạo cổ bộ. Cái này là cái gì, thấy là đây đến một cái nó có dòng cổ tay nằm trong đó, nó xíu bên trong đó. Và kia là ra là cái nào đó, nó là cái dòng cổ tay và dòng cổ tay cổ. Quan trọng là chỉ đoán xác định đây là có cái gì mà nằm trong dòng cổ tay. Anh chị này là quan trọng nhất, đây là nó có một cái đường ống trong đâu cũng vậy. Chị thấy đầu bé này nó bị té nhưng mà đến cho mình cảnh sưng thôi, sưng và chuyển đó là hạch cổ, nhưng mà siêu âm mình phát hiện chuyển đó đây là một cái dị vật, đây chỉ có một cái dị vật cổ, nó hai ba bánh lận dị vật cổ. Và khi mổ ra thì anh chị thấy đây là cái mảnh cổ nó bị té, nó đâm cái dị cổ đâm xuyên vậy, nhưng mà cũng không nhớ. Khi mà đến mình phát hiện ra cái xương này lên và khi mổ ra là dị vật cổ đâm xuyên đây và lớn lên xương cao lâm sàng thì nó là áp xe hạch. Nhưng mà khi mà chỉ đó thì đây là cái dị vật, muốn cho chị coi đây là cái dị vật nặng hơn ở đâu ngoài không đâm cũng không mặt cảnh. Nhưng quan trọng chỉ có là khi chỉ đó xong rồi mổ mổ ra lấy là được hai miếng xương gỗ, là chị biết mổ lấy hết một miếng và một xương gỗ đó. Như vậy ở đây là những nhiễm trùng của mô mềm, trong nhiễm trùng đó anh chị lưu ý cái yếu tố gì mà không phải là hiếm. Và là thấy là cái siêu âm trong chẩn đoán dị vật cổ độ nhạy 98%, và độ chính xác chưa tới 83%. Những dị vật anh chị thấy dị vật trong cái cơ, đây anh chị mẻ này nó té ở trong nhà bếp, nhà tắm và đến sinh thì thấy ở trong lớp mỡ này có cái gì mà ngay gối này, ngay gối có cái gì mà đây. Những gì vật này chụp X-quang không thấy. Như vậy thì bệnh lý nhiễm viêm phổi. Bây giờ đến đứa trẻ này đến trong bệnh cảnh một té gãy tay, có bột rồi, khi bó bột mở ra thấy con phụ có con cột gì đó, nghĩ không? Nghĩ là gai xương thường xuống gai hoặc là một cái cảnh xương bất thường. Tại được té để xương bó bột xong giờ bó bột. Nhưng mà khi xương thì cái gì? Thấy có một cái túi ở mình. Như vậy thì đây là đứa trẻ này nó bị một cái túi giả phình. Khi nó bị té cái xương nó bị giật, bị tổn thương mạch máu tạo túi giả phình. Như vậy tiêu chuẩn để chẩn đoán một túi giả phình đây là cái giả phình động mạch, anh chị nhớ thứ nhất đây là khối cây cô kém có vỏ bao dày, có dấu hiệu sinh răng sai, dấu hiệu sinh răng giống như là dấu hiệu của hình bắt quái anh chị, hay là thành hãng xe Samsung hình tượng thanh ná gì đó, anh chị thấy hai màu âm dương có gọi là triangle, tức là dòng máu tới nó xịt vô
sẽ nó bằng ngược cái lên, cái dòng màu xanh một cái dòng màu đỏ, cái một cái dòng vô cái dòng ra, anh chị hiểu, cho lên cho hai cái hình đó gọi là, cái nó gọi là chu em buồn, tức là tớn mà đi, và cái hình ảnh của nó là giống hình ảnh nó quái vậy, anh chị không biết nó quái nữa thì dàn của Samsung á, bánh xe Samsung, xe Samsung, xe hơi á, xe taxi á, nó cũng có hình nó quái như đó. Giỡn chị thôi, cái điều là cũng nói là nó có hình ảnh và cái dòng nó tới hồi đó trong ngược cái ra nó phụ vô đó là còn ngược cái ra cho nên nó hai cái màu khác nhau, anh chị hiểu không? Nhớ đây là cái quan trọng là gì, còn cái khối dạng hôm nay thì nó có hồi âm cái dấu chuột của lần dấu hiệu dòng xoáy đây, dấu hiệu quên của à, vậy thì những cái túi giá bình này gặp không gặp thường sau cái mưa có thể sau cái mưa hoặc là lần nãy có thể đầu giờ do căn xương tâm khủng, nhưng ngày nay mình gặp khá nhiều liên quan đến những cuộc can thiệp. Ngày nay mình can thiệp hơi nhiều cho nên sẽ xuất hiện những cái này nhiều hơn. Nên lưu ý ở đây tại sao tôi không nói đến cái kỹ thuật đè ép để điều trị, không nói tại cho chị cái nhìn cho chị nói bệnh thôi, chứ nó có kỹ năng đè trị liệu dưới sân nữa, đè đè đủ để nó sẹp giữ trong một khoảng 30 giây, đè đừng để mất cái mặt bên dưới, đè để cho cái phần nó xẹp xuống, để trong đủ khoảng thời gian nó tạo được có đông đủ để nó bình lại. Những túi phình giả định mới này trong khoảng thời gian ngắn anh chị đè dưới sân nó xẹp xuống luôn, thành mà giữ vậy mà đôi khi khỏi cái can thiệp, khỏi cái mổ can thiệp lại. Còn ở một số tác giả làm mấy cái tiết trong video, tiết trong video đó nào nó đông nó bật lại. Hồi xưa siêu âm thì kỹ thuật đè ép túi xanh cũng thành công, nó nói gì thôi. Như vậy muốn nói là túi giả bình để ý dùng. Như vậy nhớ cái túi giả bình này nó có đặc điểm nó khác chứ cái bình khác là gì, là ở đây là cổ nhỏ và khi anh chị để vô anh chị thấy nó có mạch đập chứ không phải trung miêu anh chị có mạch đập. Bệnh nữa à, túi giả bình là một cái gì? Rồi bây giờ nút lipom, cái bú mỡ, nút bú mỡ này cũng khá gặp, cũng khá nhiều, có thể nằm ở trong mô dưới da, có thể nằm trong lớp da cơ cũng được, có thể nằm trong lớp cơ, nhưng cái quan trọng là gì, cái cấu trúc của nó có thể là hồi âm cái cô dài và cô gái có những khối sợ, có những thùy mô mỡ ăn thịt đó, và tất nhiên thường thường thì nó không có thứ máu quá, và cái máu rất khác, nhớ là có một cái mask dạng mô hồi âm với cô về thì nó tùy, nhưng bên trong nó có một mách sợ nó có tùy, và cái quan trọng là không có tầm sinh mạch máu, không có lớp trực quan gì đâu, anh chị thấy một khối trong mô mỡ, trong mô mỡ dưới da có một khối dạng mô bị cô bị kẹt anh chị thấy không đó, và hình ảnh để thêm chụp lên thì đây cái khối đậm độ mô mỡ cái xoay đây có đậm độ của mô mỡ quan trọng nhớ là gì nè, hình ảnh một cái mask, à, có hồi âm bị cô kéo, đôi khi này thấy sợ không nhiều, đậm độ mô mỡ. Ở đây vùng bất lưng cũng bị vùng hông lưng đến cho mình cảnh nó hơi sưng sưng, nên sao mình thấy trong cái vùng này có trong vùng mô mỡ phía da có khối, cái con dày chứ không rõ, có những khối sợ. Anh chị so sánh hay quên đây, đây là một cái lipom, một cái lipom nằm trong cái lớp mỡ vùng hông lưng. Hoặc là em chỉ thấy có khi nó là mình thôi có những khối sợ nằm trong lớp mỡ, đây là ảnh của một cái lipo mà anh chị thấy ha, lipo đây cái khối dạng mô ha, đây cầu kéo nó còn sát vào cơ không tăng sinh mạch máu, cũng có khi là cái khối nhỏ này không cũng vậy không tăng sinh mạch máu, hình ảnh của một cái lipo một cái bú mỡ.
những bệnh nhân có những bệnh lý chậu eo. Anh chị thấy trong lớp mỡ, trong lớp mỡ thì da có buồn cái khô kéo không cần biết. Như vậy thì cái những cái uống những cái hoại tử mỡ này, một trong những cái chẩn đoán phân biệt đó với một cái lens function dị dạng mạch huyết mà nó ác, như tôi sẽ nói cho một bức tường mạch máu. Nhưng ít ra mình hiểu đây là nằm trong lớp mỡ à, và nó có thể gây đau đứa trẻ đến cho mình đây là những cái ở đây đó. Nhưng nếu để ý kỹ hơn thì cái hoại tử mỡ này cái vách nó dày hơn của thằng lens function dị dạng mạch huyết, nó hoại tử mà, cho nên nó sẽ có những vách nó dày không đều, nó không đều nên thì vách nó dày hơn. Có thể những bụng mạch dày thì tăng đâu hoại tử không tăng sinh mạch máu. Trong bú mỡ, bú mỡ trong bệnh lý của mô mỡ thì có bú mỡ thường gặp, hoại tử mỡ thì không nhiều, nhưng có thể anh chị thấy là cái bùn ecoskin không làm gì trong cái mô mỡ dưới da nên nó dày hơn bình thường. Còn cái dị dạng mạch huyết thì nó có những cấu trúc nang có thể lớn nhỏ khác nhau, nang nó mỏng hơn. Pilomatosum đây là một cái gọi là u tế bào biểu mô vô hóa hay gặp ở những đứa trẻ ở trẻ em dưới 10 tuổi. Còn ngày xưa nó là mỏ bùn lòng khổ ngày xưa. Và khi mình gặp cái mass có nodin ở vùng động mạch cổ có vô hóa thì trong đầu tôi cứ nghĩ tới là nang lao, bởi vì thấy một cái mask vui quá, nó đi giống mình lao, nó thật lao. Nhưng ngày nay nhớ tôi đây là một cái pilomatosum, đây là một cái u tế bào biểu mô vui quá. Tại sao nó sẽ đến anh chị trong bệnh cảnh một cái nodin mask có vui, nó dùng halo ở ngoài biên thì không kéo và có tuy nhiên nó có flow ngoài. Thế vậy thì cái này nó khác như thế. Cái hạch anh chị hoại tử vô quá nó khác hạch, nó có hạch có rốn mà có thể nó có vô quá. Còn này dòng halo ở ngoại vi mật độ nó chắc, nhưng cái hàng pilomatosum có một đặc điểm là gì biết không? Ở ngoài da của nó màu đỏ, ở ngoài da nó đã đỏ, mình hay chỉ nói là viêm mô tế bào nhỏ, cho nên là một cục nó cứng. Như vậy anh nhắc lại cái pilomatosum lâm sàng thứ nhất ở ngoài nó đỏ cứng, mật độ nó chắc và đau. Và khi em về đặc điểm siêu âm, đây là một cái mass có nodule có vôi quá, nhưng dạng vôi này là micro, những nốt vôi nhỏ nhỏ, có dòng halo, halo này có thể dòng halo eco kép và có phổ ngoại vi. Và pilomatosum này có chỉ định phẫu thuật để giải quyết có hai lý do. Một, tiềm năng ung thư hay không, không biết. Chưa còn chấm hỏi, nhưng cái quan trọng nhất giải quyết cái đau, đụng vô cái đau. Cho nên nhắc lại những cái pilomatosum này có chỉ định can thiệp phẫu thuật. Vì hai lý do, tiềm năng ung thư hay là về cái đau, giải quyết cái đau của đứa trẻ. Và thường nó nằm ở vùng ngực, ở gáy, mặt. Bé này cũng vậy. Đến vùng chiếc tay, thấy ngay vùng chiếc tay nó hơi đau, ở đó đã đỏ hết chứ, chỉ nói là muốn quay hết. Tại mình quen từ cái máu quá, nhưng mà ở đây nó có một cái nốt vôi, một cái những nốt vôi quá, cái dòng phải vô. Anh chị thấy không? Cái này, đây là một pilomatosum, là một trẻ nhỏ với tình cảnh giống lâm sàng thì giống, nên có thể là muốn quay không phải. Đây là một cái bệnh lý hay gặp ở những đứa trẻ sinh môi môn, sinh tốt, sinh môi môn hoặc sinh hỗ trợ. Đến cho anh chị gì? Một cái má sinh môi cổ, hoặc là đứa trẻ đến gì? Cổ niễn, niễn cổ môn à. Hoặc là người nhà thấy tắm sờ cái con cục, sờ cái con cục ở vùng cổ. Và tất nhiên trên siêu âm nó là cái mask nằm trong, thường nó nằm ở phần dưới của cơ SCM, ở cơ thường chuẩn, thường ở một phần ba dưới, đoạn dưới ở một phần ba dưới cơ SCM nó to ra khối dạng mô cơ. Anh nhắc lại, u cơ thường chuẩn thường gặp ở những cái
nhưng mà không phải vậy. Cho nên nhiều cái có nhiều bệnh nhân, nhưng mà về cơ bản hiểu rằng u cơ đường chuẩn hay là fibromatosis, u cơ đường chuẩn nằm ở một và dưới cơ ACM, nó vần co dạng u cơ thôi. Và cái điều quan trọng thứ hai, siêu âm anh chị sẽ thấy là cái phần dưới cơ ACM nó vần co ra để nó không tăng tiến máu, không hoại tử, không tăng tiến máu, không hoại tử. Khi anh đã chuẩn bị đến là một cái u cơ đường chuẩn rồi thì có hai thái cực, hai động tác. Cái điểm đầu tiên là dặn người nhà ngủ giữ cho ngay, ngủ giữ cho ngay hoặc là tập lý trị liệu thôi. Nếu như mà sau 4 tháng, thường là sau 4 tháng hết, khi nào nó không hết thì lúc đó người ta thủ thuật viên họ sẽ can thiệp phẫu thuật, nó bóc tách cái u cơ đường chuẩn, thường thì nó sẽ tự hết. Đang chị thấy cơ đường chuẩn bình thường, cơ đường chuẩn cơ ACM bình thường, cấu trúc thoái sản cơ bình thường. Anh chị thấy đầu dưới nó tốt bên, cái cơ đường chuẩn nó bên, nó phình to lên. Anh chị thấy đoạn trên là bình thường, đoạn dưới là nó phình to. Anh chị thấy ngang, cắt dọc. Đây là u cơ đường chuẩn này. Đấy, u cơ đường chuẩn rất là to. Do u cơ đường chuẩn không phải là hiếm. Hay gặp ở trẻ nhỏ, trẻ lớn không gặp đâu. Viêm cơ cốt quá hay là viêm cơ quá tiến triển thì em thì thấy thường bệnh nhân đến với mình là gì, nó sưng, họ thấy ở mức trên thân người nó sưng có những cái cục, và anh chị thấy đây là hẳn cơ nó bị viêm cốt quá thôi. Đứa trẻ này đến cái mình cảm nó sưng nhiều cục ở trên người, xem thấy gì, thấy trong có cơ cạnh cơ thể của nó vôi quá đi, nó to, nó vôi quá, nhiều chỗ chứ, nó không phải là bệnh lý ký sinh trùng nạp chỗ gì đây, mà cái cơ nó bị viêm, nó cốt quá. Anh chị thấy, trong cơ này có cơ cạnh cuộc sống, đây gọi là viêm cơ cốt quá, hay viêm cơ vôi quá, tiến triển. Tại sao đến cái gì là nó sinh cục áo ngoài da, nhưng mà trên sao mà thấy nó trong cái cơ nó có những buồn vôi quá, cố quá như vậy thì nó cũng hay gọi là mốt là gì đó. Đây chị thấy trong cái cơ đó kia mình cứ tưởng là nó liên tục màng xương dưới đây, Mỹ là cái u xương của cái khẩu cầu xương, nó chụp cái xương lên là xương bình thường thì hiểu nó nằm trong cái cơ thôi. Mà cái gì đây thì cả năm mình thấy tưởng ở đây là của mặt xương mà cái cơ cốt quá, thì ra mặt cơ cái cơ cốt quá nó rất đều. Em thì thấy là viêm cơ cốt quá tiến triển, là đây là cốt quá nè, cái mặt xương bình thường. Bệnh lý phần mềm nữa liên quan đến phần mềm, đây là một cái bệnh lý của thần kinh, sỏi thần kinh. Trong bệnh lý sợi thần kinh thì chỉ nhắc lại có hai cái thường gặp nhất, gọi là u của thần, gọi là tế bào điện, mô điện của thần kinh swollen, hoặc là u của sợi thần kinh, u sợi thần kinh nerve fibrom, u sợi thần kinh. Như vậy thì sao, thì nói tôi swollen hay là neuro thì đến mình cho mình gặp cái mass. Nếu một đứa trẻ mà nó có nhiều trên người, nó có những cái tass và cà phê sữa trên 5 tass. Anh nhắc lại, một đứa trẻ đến với chị trong bệnh cảnh nó xin gì đó không biết trên người nó, tôi hay nói những đứa trẻ mà nó có nhìn những cái đau sợi thần kinh, nhìn vô cái nét mặt thì chứng đoán được rồi, nhìn vô là chứng đoán được lâm sàng, nước da nó hơi ngâm ngâm mà hơi không thông kỳ lạ lắm, nhưng mà nếu chị lật ra bên trong nó có trên 5 tass cặp mà cà phê sữa thì những cục đó thì thường thường nó nằm trong bệnh cảnh của u sợi thần kinh, nâng thần kinh. Còn những cái u hỏa bao thần kinh, u mô điểm thì thường thường nó có một cục hơi to hơn. Đây chị thấy, đây đặc điểm là cái khối eco kém. Nếu xua lên thì nó là khối eco kém, có vùng eco trống hoại tử ở bên trong. Nhắc lại, xua lên dạng hình thôi hoặc hình cầu cũng được, nhưng thường là bên trong nó có vùng eco kém,
lại cái là quan trọng là để mình chị nghĩ xoa nó nhiều hơn. Còn những cái u sợi thì có hai đặc điểm quan trọng, nó là những khối eco kém, những u sợi thần kinh là những cái cấu trúc eco kém thành thôi và cái dài và quan trọng là nó có đầu vô và đầu ra. Đầu vô là những cái sợi giống sợi rễ kinh mà những sợi thần kinh mà, cho nên sợi thần kinh nó là cấu trúc gần giống như những cái cân cơ, nó cũng có chút thể sợi vậy đó, chị hiểu không? Thì ở nó có đầu vô là cái khối eco kém đó, đầu vô là sợi kinh, còn nó có đầu vô đầu ra. Đó là tiêu chuẩn nên chị gợi nên chị chuẩn đó. Ví dụ đây chị thấy một cái mask đứa trẻ đó cũng là cái mask hình thôi. Bạn chị quan trọng chị thấy cái những vùng eco kém này đấy, và cái nghe nó cũng có thể có và táo bên trong, có thể nó sẽ gặp đó một cái mask là thành thôi, hơi bự to hơn, u sợi cái nhỏ hơn và nó có vùng eco kém bên trong thì sẽ u bỏ vào một cái hay là swallow mask. Đây là xung lông. Còn này, đứa trẻ này thì chị thấy những khối eco kém nằm trong lớp giao cơ. Nằm trong lớp giao cơ, khối eco kém nằm trong giao cơ. Nên anh chị thấy, đây, đầu vô là những sợi kinh này. Đây là một sợi thần kinh nó có những điểm rất sẽ nhỏ, anh chị nói xem này. Cái đầu vô. Đó, đây là một cái đầu vô. Thì đây là cái u sợi thần kinh trong bệnh, nó gọi là đơn đường trong bệnh cảnh của những đứa em F1 á, cho những đứa trẻ hay bệnh nhân mà nó có đau sợi kinh bệnh quan rác keo sưng mà chị thấy ngoài đường có nhiều bệnh nhân cũng cục cục vào da đó, và khi thấy nó thấy bệnh nhân thì kêu người nhà vô, tại vì những cái này đôi khi có yếu tố di truyền bố mẹ. Đây là đứa trẻ này đến những tác sự phiêu lên công tác mặt bệnh sữa nghe công tác thì bác thì quá bụi rồi có buồn lưng, đứa trẻ này được gửi xong thì cái buồn lưng nó sưng đó, bác sĩ lâm đàn sẽ không chứng nó lên, nó mang cái sợi kinh mà nó sưng buồn lưng. Anh chị thấy sơ sơ mình thấy đó cũng vậy, trong lớp cơ và trang cơ có nhiều cái khối cái cô kém anh chị thấy không, nhiều khối cái cô kém. Đây là những cái u nơ chắc chắn, và khi chuẩn đoán là một cái nơ rất cơ mà kêu người nhà đây ở vùng lưng con bé này, khối cục kém này, khối cục kém vùng lưng, cái chuẩn đoán là u sợi thần kinh chắc, và kêu người nhà vô, kêu bố vô, bố nó bị quan rác keo sưng đau sợi thần kinh theo bố. Đây thì đây là những u sợi đau sợi chuẩn đoán con là chuẩn đoán là bố luôn. Kêu vô là thấy bóp anh chị thấy đau sợi kinh bệnh lý có tính chất di truyền, thấy đau sợi kinh là chuyện nhỏ, chuyện lớn là cái gì? Ba điều những cái đau sợi kinh này nó nằm trong bệnh lý NF1 thường đau NF1 bệnh nhân cái điểm đầu tiên có thể có những cái xuất hiện khối u ở vùng ruột, ví dụ ở gan, ở thận, ở tụy, ở gan có ở tụy, đặc biệt là ở thận là những cái AML, angiomyolipoma ở thận. Anh chị có thể ở thận có thể có những cái nang ở thận. Như vậy thì cái điểm đầu tiên khi anh chị thấy một cái neurofibromatosis thì anh chị cái bước đầu tiên có bụng năm cái. Coi nó có u gì không? Dặn người nhà cứ mỗi 6 tháng năm kiểm tra là, bởi vì nó đã xuất hiện bất kỳ có u nào trong quá trình đứa trẻ lớn, u ở gan, ở thận, ở tụy được, thậm chí cả bụng trứng. Và bản thân tôi thì bệnh nhân của tôi thì nó bị đến trong bệnh cảnh mắc lòi, bởi vì nó có một cái u thần kinh gì đó. Trong bệnh cảnh của neurofibromatosis đến trong bệnh cảnh mắc lòi nhưng phát hiện ra u thần kinh bị giác mắc to, và nó có bệnh cảnh cũng có đôi khi nó đến trong bệnh cảnh vậy thì sớm, cho nên từ một cái tổn thương bệnh da cơ nó thực ra neurofibromatosis là bệnh da cơ thì thần kinh lúc đó luôn có thể có nằm trong bệnh lý nội tiết, có thể nằm trong bệnh lý phải
phải tìm thêm một hướng ổn khác. Anh chị thấy một cái hay gặp ở phần mềm nữa đó là chiếc spacker hay còn gọi là nang thoát vị nang mọc dịch. Chiếc spacker này là hay gọi thoát vị nang mọc dịch nằm đâu? Thường nằm ở vùng kheo, nằm ở vùng kheo đến cho chị sẽ một vùng, nhưng cũng có khi nằm ở trái eo hay là ở cổ tay. Như vậy một cái thoát vị mọc dịch là cái gì? Đây là thoát vị nang mọc dịch thoát ra ngoài đến cái chị diện cái má ta sợ vùng kheo hay vùng cổ tay. Nhưng cái điều quan trọng nhất là gì? Đó là cấu trúc dạng nang có thông giữa bầu khớp, thấy nó thông giữa bầu khớp thì anh chị mạnh dạng chỉ đó đây khi đè nó có thể sụp xuống được. Nhưng bởi vì thường là một số người mà bác sĩ họ tập khúc nó tập xong nó cũng tái lặp lại thôi. Cho nên anh nhắc lại cái sparker này đây là một cái có quyền bao hoạt dịch ở vùng thường hay gặp ở vùng kheo và vùng cổ tay. Đặc điểm siêu âm là một khối dạng nang nó thông dưới bầu khớp, bởi vì dịch ở dịch khớp nó chui ra thôi. Ok, anh chị thấy hình thế nào? Cái khối dạng nang nó thông dưới bầu khớp dạng chữ C đó. Như vậy đó là cái u lành và u ác. Mình đi hồi nãy giờ đi những khớp đã u lành tính không à, bây giờ đến u ác thì nhắc lại hai điểm. Những cái u ác ở phần mềm ở trẻ em tụ ở phần mềm tụ chung thường và ta thấy rằng thường có hai loại. Thứ nhất đó là abdominal syndrome RMS. Một cái loại thứ hai cũng có thể gặp đó là u sạc cơm màng bao hoạt dịch. Sạc cơm của màng bao hoạt dịch, nhưng trong cái sạc cơm của màng bao hoạt dịch nó còn có liposarcom và angiosarcom thì ít, nó có mà ít. Nhưng cái mà muốn nói đây là cái điểm quan trọng nhất, đó là cái sạc cơm của màng bao hoạt dịch. Anh chị nhớ là cái chữ màng bao hoạt dịch làm cho mình liên tưởng tới khớp. Nhưng cái sạc cơm của màng bao hoạt dịch không nhất thiết ở khớp, nó nằm ở phần mềm bất kỳ đâu trên cơ thể, không phải ở khớp. Đó là điểm thứ nhất. Tại cái từ synovia làm cho mình lầm liên tưởng tới bao khớp nhiều hơn, ở màng sụn khớp nhiều hơn. Điều quan trọng thứ hai, người ta thấy rằng những cái u sạc cơm của màng bao hoạt dịch thường ở chi dưới anh chị đến với anh chị trong bệnh cảnh có một cái khối tổn thương của miền nằm trong lớp cơ có tính chất xanh lớn và thường là một cái khối dạng, một cái mass dạng mô eco kém, có thể có vôi hóa, nhớ dùm, có thể có những cái đốt vôi. Những cái RMS hay là những cái u bao dịch là một cái mass dạng mô, hay nhắc lại lần nữa, một khối dạng mô nằm trong khối cơ eco kém không đồng nhất. Đồng nhất là không phải đâu, thường không đồng nhất bởi nó có hoạt động xuất huyết. Quan trọng thứ hai là có xuất hiện những nốt vôi, và cái cuối cùng khá quan trọng nhưng không phải luôn luôn, đó là có tăng sinh mạch máu. Anh nhắc lại cái mạch máu này không phải, nó là bất thường, là sự hiện diện một những nhánh mạch máu, những cái mạch máu bất thường trong bú. Nó không phải là một cái nhánh đi từ một cái động mạch, vô động mạch đường nó đi vô, hay là động mạch đường thân nó đi vô, hay là động mạch chạy trước đi vô, không phải. Nó tinh tạo mạch máu bên trong, bất thường bên trong. Anh chị thấy những cái flow của mạch máu bất thường. Như vậy đó là những tín hiệu gợi ý đây là một cái u ác tính. Anh nhắc lại những cái anh vừa nói nãy giờ, đó là những đặc điểm để nghĩ rằng đây là một u phần mềm ác tính. Khi anh chị đang nghĩ u phần mềm ác tính dựa trên ba cái đặc điểm: một cái mass dạng mô không đồng nhất, eco kém, có vôi hóa, có xuất hiện những mạch máu bất thường bên trong, đây là u ác tính. Khả năng nhiều nhất có thể RMS, có thể u màng sạc cơm hoặc màng bao hoạt dịch.
nếu mà chị không đủ cự á thì người ta làm em ăn hỗ trợ người ta những lương chuyện đó xịn hơn chợ. Nếu không làm ra được xin viết dưới hướng dẫn sư ông để xác định chuẩn đoán. Tất nhiên những đặc điểm hình ảnh xem mà nãy vừa nói đó là những giá trị gợi ý để anh chị phân biệt đúng cái lần là một cái bước để chị đi tới nó là em trai hay là chị hay là sinh viên chứ không phải nó luôn luôn là đúng chị. Nhưng nó trong chị có cái hướng chú đừng siêu âm gọi đến chị cái khối u ở phần mềm xong cũng trả lời khối u phần mềm hết. Nó không phải là bác sĩ siêu âm, đó là kỹ thuật viên như là đúng khối u vậy thôi. Nhưng anh mình là bác sĩ xin cho nó nặng phải chuyện đó nếu cần mình xin thiết luôn chứ đó cái điều cũng nói vậy thôi. Đó anh chị thấy bé này cũng đến nhưng mà bởi vì sao bởi vì nó đến cho mình sản sinh ở chân đó anh chị thấy cái cùng có một cái má tổn thương phần mềm nhưng cái quan trọng bờ xương nó nhăn nhở giống bờ chạm trên xeo mình thấy thậm chí là những tổn thương đi căng lên mà thấy được thì trong một mẹ đây ở vùng gối mình thấy cái xương nó có phản màng xương dạng bờ chạy đây là một cái khối tổn thương khá tính có tính tại vì thấy một mass dạng mô có phản ứng màng xương kỳ thủ bằng nhau đây là osteosarcoma thấy là u ác tính hệ thì nghĩ nhiều đến một cái osteosarcoma. Mẹ này đến vùng đùi nó sưng nhưng mà chị thấy dịch nó hồi âm có vùng mô có đôi giày có những cái mạch máu bất thường khi thấy một tại vì để cho chị thấy có những mạch máu bất thường để em chị phân biệt nó với mạch hematoma đứa trẻ không có tiền cắt hemophili trong tiền cắt chấn thương đến là mình thành xương và khi mà chụp MRI thì đó là một cái osteosarcoma dạng nang. Điều quan trọng muốn nói là gì một khối dạng nang hỗn hợp cái phần mô những cái phần mô đó có mạch máu phần mắt dày của nó có mạch máu những mạch máu bất thường chứ không phải mạch máu tăng sinh là mạch máu tăng sinh bất thường nghĩ nhiều đến vấn đề ác tính và cái nghĩa tính thì vừa gặp nó có thể là lấy có thể osteosarcoma thì nhưng mà nếu anh chị có thấy bằng chứng của một cái tổn thương xương thì anh chị nghĩ osteosarcoma cái này thì đứa trẻ mình có tiền khả năng mổ một cái u rồi còn lại tái phát lại thành cái mass ở vùng gối anh chị giang nan cái dạng đang dịch có hồi âm nên có những mạch máu bất thường quan trọng là tăng sinh mạch máu bất thường anh chị nghĩ nó kết hợp với những cái gì đó để ra hội chứng gì đó hay là định những cái này điều trị như thế nào thì mức độ hơi cao hơn chút xong cái mổ hôm nay nó không kịp bất thường mạch máu phần mềm thì bác sĩ lâm sàng chỉ có một câu ngày xưa hay gọi một câu duy nhất bú máu cái gì cũng là bú máu còn nếu giỏi hơn người ta giỏi hơn thì người ta gọi nhiều tên gọi khác nhau người thì gọi là bú máu người gọi là bú máu son heo người gì dạ người là bú máu trong vây và nhà cái dâu cũng thích nhiều quá nhiều tên gọi đúng không? Thậm chí bất thường mạch máu này hoặc là quá đơn giản chỉ gọi chung một từ bú máu. Alo. Như vậy thì quá nhiều tên gọi nhưng cái quan trọng nhất là gì bác đây là một bệnh lý rất thường gặp nó đến nhiều chuyên khoa bác sĩ da liễu cũng gặp bác sĩ răng hàm mặt cũng gặp tai mũi họng cũng gặp nhi khoa sơ sinh sản phụ khoa gặp không gặp lúc ngoại khoa cũng gặp nói chung gặp bệnh nhân bất thường mạch máu phần mềm đến thứ nhất rất nhiều chuyên khoa khác nhau
nhiều bác sĩ khác nhau nhưng lại nhiều tên gọi hoặc là gọi quá đơn giản uống máu chung chung hoặc là gọi tên này tên nọ dẫn đến điều trị sai. Người ta thấy rằng những thuật ngữ ngày xưa gọi sai cũng nhiều, tính gì sai cái dẫn đến điều trị sai cũng khá nhiều chắc chắn. Vậy thì mình thì tại sao anh ví dụ bệnh nhân đang được gọi đến chuyện đó bú máu. Ngày xưa mấy em sử dụng từ trích sơ, bú máu đã trích sơ, bây giờ nó không hết. Khi nó coi lại và anh thấy đây là một cái dị dạng tĩnh mạch, một cái dị dạng tĩnh mạch. Nếu mình gọi bú máu thì mình điều trị khác, chắc chắn bú máu anh sẽ điều trị khác, dị dạng anh điều trị khác. Nhưng ở thời điểm này anh coi đây là cái dị dạng tĩnh mạch. Như vậy thứ nhất chuẩn đoán gọi sai bú máu rồi, trích sơ đi khoa vừa kho vừa uống vừa đun cũng sai luôn. Tại sao dị dạng tĩnh mạch thời điểm đó mà đến lúc này cũng không có trích sơ, không trích sơ mà mấy em ngày xưa nó trích là trích corticoid, mà đã là từ corticoid trích thì nó là corticoid trích tại chỗ. Trong điều trị nó là một option uống khoa trích corticoid đó. Thì trong lần này trích corticoid nó không phải là trích sơ. Bản thân tôi nói em tụi em bỏ từ trích sơ nó đi, bởi vì nếu không tôi sẽ ngộ nhỉ. Tại vì hiện tại tôi đang trích sơ những cái dị dạng mà huyết tôi trích sơ. 10 năm sau mấy em đọc lên đó, thời điểm này chúng nó trích sơ, nó lộn trích sơ. Trích sơ thời điểm đó là trích sơ corticoid là không đúng, nó là chỉ là trích corticoid tại chỗ. Nó mà trích sơ cái đó đã sai rồi, thuốc gọi tên cũng sai luôn. Cái chữ trích sơ đó là radiotherapy, trích sơ mà mình dùng cái corticoid tại chỗ là khác rồi nhá. Từ ngộ nhận sai quá cho nên sai nhiều, đó là lý do tính gì đó quá ngộ nhận. Chẳng đoán như tên gọi thì quá lung tung, điều trị thì càng bậy. Cho nên người ta đã có một cái hiệp hội bất thường mà có nghiên cứu gần đó quốc tế, người ta họp dựa trên cái bản phân loại đầu tiên của Lubachsky và Mulliken. Thì họ chưa là hai cái quan trọng. Khi thấy một bất thường mạch máu phần mềm, họ chỉ làm hai loại cái bú máu và cái dị dạng mạch máu. Nói rõ bú máu là những cái mà có sự tăng sinh của tế bào nội mô, là cái mà cái có sự phân bào trên hệ bệnh lý. Phải có hai tiêu chuẩn, có tăng sinh tế bào nội mô mà có hiện tượng phân bào trên hệ bệnh thì nó gọi là bú máu. Và mắt lâm sàng là cái biểu hiện mà phổi mass. Còn dị dạng mạch máu là sự bất thường về mặt cấu trúc. Cấu trúc bất thường về mặt cấu trúc có thể là của động mạch, có thể là của tĩnh mạch, có thể là bạch huyết hoặc hỗn hợp. Như vậy thì cái dị dạng mạch máu là một bất thường thì mà cấu trúc này nó là xuất hiện từ bào thai, nó bị từ bào thai thì cấu trúc lại bị trong giai đoạn bào thai, nhưng nó lại biểu hiện bất kỳ lúc nào, có thể từ bào thai, có thể sau sinh, thậm chí đến lớn cũng có biểu hiện ra. Anh nhắc lại, dị dạng mạch máu có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào và có thể phát hiện tình cờ vì một lý do gì khác hoặc là đột ngột. Trong khi đó những bú máu như đã nói, bởi vì đây là sự tăng sinh, như vậy người ta thấy rằng nó có hai loại lớn nữa. Những cái bú máu mà nó xuất hiện sự tăng sinh này xảy ra từ bào thai thì khi đó nó gọi là bú máu bẩm sinh, đẻ ra cái bông cục mà nó đã hoàn tất quá trình tăng trưởng trong bào thai, nó đẻ ra bự đó nên từ từ nó teo đi. Thì như vậy người ta gọi là bú máu bẩm sinh. Còn những cái bú máu mà nó xuất hiện một khoảng thời gian sau sinh, quan trọng nhất một khoảng thời gian sau sinh, thì nó gọi là bú máu thể trẻ nhỏ, bú máu trẻ nhỏ. Như vậy cái điểm quan trọng giữa hai cái này nó khác nhau ở thời điểm xuất hiện. Đây quan trọng nhất là thời điểm xuất hiện. Bú máu bẩm sinh thì nó lại có hai loại, một cái thoái triển nhanh và một cái không thoái triển. Thối triển nhanh nó sẽ diễn tiến trong vòng 12 tháng là nó teo rồi. Dạng không thối triển thì nó lại tồn tại suốt đời. Đó là hai cái mốc cơ bản. Như vậy còn cái dị dạng mạch máu thì người ta nó chia làm hai loại.
dễ dàng có mạch máu giảm, cung lượng cao càng giảm, cung lượng thấp, cung lượng là cái lưu lượng máu này đi. Như vậy hiểu cái gì cái lưu lượng mạch máu tới chưa? Những cái cung lượng thấp đó là những cái dị dạng mạch huyết, dị dạng tĩnh mạch, dị dạng lo mạch hay dạng hỗn hợp. Còn dị dạng mạch máu cung lượng này đi cao đó là dị dạng động tĩnh mạch hoặc dò động tĩnh mạch. Đây thiếu cái chữ dò động tĩnh mạch. Nó khác nhau chỗ cái điều gì? Cái lưu lượng máu tới động tĩnh chảy nó thấp hay cao. Như vậy thì cái dị dạng mạch máu này em nhắc lại hai điểm là nó bất thường về mặt cấu trúc. Điều quan trọng là xuất hiện từ bào thai, nhưng biểu hiện bất kỳ thời điểm nào, phát hiện bất kỳ thời điểm nào. Điều quan trọng thứ hai đó là cái gì? Cái lưu lượng anh vừa niệm lúc lên, lưu lượng dòng chảy nó rất chậm, nó thấp, nó không có chuột vô lông, thì lúc đó là nằm trong nhóm này. Còn cái dạng mà để luôn nó có lưu lượng để đi nó tới nó cao, còn tốc nó dòng chảy nó cao, thì khi đó là dạng cung lượng để đi cao. Như vậy thì ở đây tại sao anh nói bị thiếu cái dò động tĩnh mạch, dị dạng động tĩnh mạch đó là gì? Để các mình sẽ nói như cái dò động tĩnh mạch có thể là bẩm sinh nhưng cũng có thể là không phải. Các mình sẽ đối với một dị dạng, nếu ít ra anh chị sẽ hiểu hai cái phú máu là cái gì không phải. Vậy cái này hai cái này quan trọng rất quan trọng. Như vậy thì khi chị hiểu bản phân loại sơ sơ này một chút thì mình hiểu cái điều quan trọng hai tiếp cận. Thì khi tiếp cận một bệnh nhân bất thường mạch máu phần mềm đến điện thương mát mà anh chị nghĩ là bất thường mạch máu phần mềm, người ta thấy rằng siêu âm đất le là đủ để xác định chứng đoán. Đủ tại sao gọi đủ? Bởi vì trên xét khi tiếp cận một tổn thương thì sẽ xác định đây là khối dạng mô hay là dạng nang, có tăng lưu lượng, có đề bi nó tăng hay không tăng, hay giảm lưu lượng nhẹ nó thấp. Đó là đủ. Trong một số trường hợp người ta có thể dùng x-quang phần mềm. X-quang phần mềm để coi nó hai điều. Thứ nhất là có sỏi tĩnh mạch không? Bởi vì một tổn thương phần mềm có kèm sỏi tĩnh mạch thì nó là dấu hiệu đặc hiệu của dị dạng tĩnh mạch. Điều quan trọng thứ hai là để coi bên dưới nó có hiện tượng tổn thương xương không? Chụp x-quang phần mềm để đánh giá tổn thương xương dưới, một cái khối u, một cái mass có tăng lưu lượng, tăng đề bi và lại kèm với hiện tượng hủy xương thì nó không phải là bướu máu mà nó là sarcoma hay sarcoma khác không biết. U ác tính có hiện tượng hủy xương, tổn thương xương. Nhưng cái chiều ngược lại thứ ba nữa, chụp x-quang phần mềm để coi nó có phì đại không, có tổn phì đại của lớp mỡ, lớp cơ, phì đại của chi không. Bởi vì một cái dị dạng mạch máu nó kèm ra phì đại chi thì nằm trong một hội chứng khác, nó cũng là hội chứng mất bất thường mạch máu đó, nó nằm trong hội chứng bị hội chứng lipotriene chẳng hạn, nó kèm ra hiện tượng phì đại chi đó. Nếu như vậy thì cái điểm trong một số, tại sao mà phải chụp x-quang trong một số trường hợp, bởi vì sao có khi siêu âm anh chị sẽ bỏ sót những cái sỏi tĩnh mạch, anh chị thấy ngón ở phía trước trong những cái dị dạng ăn mà lòn trong lớp cơ. Còn phía sau mình có phía trước không, mình không thấy sỏi tĩnh mạch, mình bỏ sót thì nó sẽ cung cấp thêm. Nhưng thực tiễn thì đôi khi không cần thiết. Điều quan trọng thứ hai, người ta có thể chụp MRI, chụp cộng hưởng từ. Chụp cộng hưởng từ để đánh, không phải để xác định chứng đó đâu chị, mà chụp cộng hưởng từ để coi cái sự gọi là cái cây bản đồ mình bảo trước là tính chất xâm lấn phát triển của cái u này nó tới đâu, với cái dị dạng mạch máu này nó tới đâu. Ví dụ một cái mass, một tổn thương dị dạng mạch huyết thấy ở vùng gốc hàm chưa làm khép hàm đâu, nhưng mà chụp hôm nay đôi khi nó bò vô cái đằng sau họng, nó phát triển xuống vùng trung thất trước nó khác, lúc đó dự hậu việc và điều trị nó khác. Và khi nó tại sao anh nói cái nó hôm nay không đủ để xác định chứng đó, đây là câu hỏi, đây là cái trường hợp bệnh nhân của tôi ở mặt xây hiện thì 100% thẩm mỹ. Đứa trẻ này 4 tháng đến vì cái ngay vùng môi có một cái mass xâm lấn trong góc mũi, phát triển cái mũi. Khi nó được gỡ đến buổi sáng thì nó đi một cặp vừa chụp vừa siêu âm và vừa chụp MRI luôn. Tại vì ở mặt xây nó đăng ký trước qua hè có lịch tới đó thôi.
Thì ở thời điểm buổi sáng đó tôi làm, tôi giải thích cho người nhà tôi nói đây, tôi nghĩ đây là cái muốn máu nhỏ nhỏ, an tâm không sao đâu. Giải thích ngon lành rồi. Đến 11 giờ ở dưới, lúc nó đi xuống phòng em ra, ở dưới lòng đất. Tôi ngồi trên này, tôi lật cái bộ sao thiết, em ra trả lời, sạc cơm. Em ra nó trả lời sạc cơm ngon miền. Tôi tá quá, tôi điện thoại cho ông thầy liền. Em ra, ca ta có chuẩn phải bác sĩ ông sẽ em một xem chỉ nói không phải đâu, không phải đâu thừa
ký hiệu thừa. Lần hai bác sĩ khác cho em cũng không hiệu thừa. Lần thứ ba điện thoại kia cho em nghĩ hiệu thừa mà cho em không hiệu thừa. Giờ em muốn chẩn đoán xem hiệu thừa không? Nếu em chẩn đoán hiệu thừa thì tôi chẩn đoán theo em luôn, khỏi phải siêu được. Tôi đi chẩn đoán theo căn siêu âm theo được theo lâm sàng. Mình bị gọi là bác sĩ mình là bị một cái hướng gọi là gì? Bắt cái cận lâm sàng cái phù hợp với mình. Anh chỉ nghĩ mà người khác phù hợp với mình chứ không chỉ nghĩ. Tại sao? Anh kể một chuyện nhỏ anh Giang chút xíu. Đứa trẻ nó vô trong bệnh cảnh khó thở, đầu tiên nó chụp X quang lên thấy một cái phốt dị hoành. Ngày hôm sau tự động chụp lại mất tiêu. Siêu âm bình thường, siêu âm cũng bình thường, CT bình thường. Nhưng nó vẫn mổ. Mổ xong rồi nó đưa ra bàn cãi. Mà nó câu này. Cái hình này không thể đóng ma được. Ghi tóc lạnh chui lên xong nó tụt xuống. Em hiểu không? Nó không thể đóng ma được. Còn mình thì ngược lại nha. Không có, bây giờ có hai chuyện. Lộn phim. Cái vợ nhân nào cũng tự tỉnh ngay. Câu lại không có chứ không có. Phim này cái phim lộn. Nếu không trả lời lộn, nếu không nói là lộn thì cho về đi. Chừng nào nó có triệu chứng là tỉnh. Chết à? Hôm nay nó không kẹt, ngày mai nó kẹt thì sao? Bây giờ thì sức khỏe bình thường, tất cả bình thường, lâm sàng nó bình thường. Mổ không? Không dám mổ, theo dõi. Đó là cái nửa hai cái khác từ những cái tiên mà anh nghĩ thôi. Mình hãy nghĩ, mình không biết đó, và cái điều nào mình, thời điểm này, toàn mổ là bình thường, mình đủ lực, can đảm để quyết định mổ không? Cũng vậy, em ơi, đã nói rồi, em ơi thì để đánh giá sự xâm lấn và phải được củng cố thêm vào cái CT scan, nhắc lại lần nữa, đối với nước ngoài, không có chụp CT đâu. Nhưng mà tại trong điều kiện của Nhi đồng hồ, đôi khi cũng sử dụng. Tại sao? Tại vì CT nó có sẵn, em rai thì phải đi chỗ khác, em rai phải một đoàn thay thử đi theo. Các bác sĩ em đi theo nên họ không làm được, khó khăn hơn. Cho nên CT vẫn thỉnh thoảng cũng sử dụng. Nhưng tại do điều kiện giờ nhất không cho phép, chứ tôi kể những câu chuyện mà CT nó đặt mìn. CT bị đặt mìn. Anh chị biết đặt mìn không? Bánh xe. Rồi TSA chụp mạch máu xuống nền có chỉ định chụp khi mà chỉ khi anh chị có dự định can thiệp nội mạch thì hãy chụp, chứ không chụp vì mục đích để xác định chẩn đoán, không vì mục đích để xác định cây mạch máu không. Hiểu không? Vậy này rất quan trọng, nhắc lại lần nữa là chụp mạch máu xuống nền khi mà chỉ khi có dự định can thiệp nội mạch. Embolize thì lúc đó thì chụp vậy thôi. Rồi u máu trẻ nhỏ, nhắc lại một lần nữa, đó là có sự tăng sinh tế bào nội mô mạch máu, có sự phân chia tế bào từ mặt giải phẫu bệnh, có sự tăng sinh có hiệu ứng mass. Và lúc đó người ta sẽ chia làm hai cái, một cái có test group 1 dương tính. Test group 1 này cái gì? Đây là một cái quá mô miễn dịch, nó chỉ có dương tính ở trong cái u máu trẻ nhỏ. Và chỉ dương tính trong loại u máu trẻ nhỏ thôi, còn những loại u máu khác thì nó âm tính. Cho nên có thể giữa nhiều u máu khác, máu bẩm sinh hay là những cái u tế bào nội mô mạch máu với angiosarcoma thì nó âm tính. Cho nên đem vào test dùng để chẩn đoán xác định u máu trẻ nhỏ. Nhưng mà khi tôi trình bày xong rồi, bác sĩ thực tế là bệnh lý nói khỏi cần test lúc qua nữa, không cần test lúc qua. Tại sao? Anh chị dựa trên đặc điểm siêu âm, dựa trên thời điểm xuất hiện đủ để xác định đâu. Đối với u máu trẻ nhỏ, nhớ cho tôi một cái thứ hai rất quan trọng, đó là giai đoạn phát triển. Những u máu trẻ nhỏ là những u máu mà xuất hiện một khoảng thời gian sau sinh, nhưng nó sẽ có một giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn bình nguyên và thoái triển. Giai đoạn tăng trưởng trong 6 tháng đầu, sau đó đó bình nguyên và thoái triển trong vòng trước khi nó bị hỏng. Tại sao điều này rất quan trọng? Có nghĩa là hai điểm rất quan trọng. Hiểu được đứa trẻ đẻ ra mới đầu có khi nó không thấy, một tuần hai tuần thấy một cục, tháng sau cái càng to ra. Cho nên anh chị phải giải thích cho người nhà biết, người nhà hiểu được rằng bú này sẽ còn to nữa,
nếu không họ sẽ quản nhảy lung tung. Đó là điểm thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai, biết được chu trình tiến triển như vậy thì sao sẽ không can thiệp bậy bạ, những cái bố máu nó sẽ tự nó theo đi, tự thoái triển đi. Cho nên anh chị sẽ không những bố máu sẽ cho nhỏ này không can thiệp quá mức, chỉ can thiệp khi ở những cái bố máu có chỉ định thôi. Ví dụ những bố máu nằm ở ngay những cái lỗ tự nhiên, ở hốc mắt, ở lỗ miệng, ở lỗ hậu môn, bố máu hạ thanh môn thì lúc đó có chỉ định can thiệp điều trị. Còn những bú máu ngoài da phần mềm, bú máu trẻ nhỏ cứ đợi theo dõi từ nó theo, không có gì vội vã hết. Cho nên hiểu được chu trình tiến triển để giải thích cho người nhà, để mình biết là nó là cái mốc để cho chị biết, để phân loại nó với bú máu của con sinh. Bú máu trẻ nhỏ đôi khi nó đến anh chị nó rất dễ, nó đến trong một nằm trong mắt bì giống chi ok, ban đầu nó chấm tháng sau bự bự. Những cái bú máu này đôi khi nhìn vô đủ để chuẩn đoán, không cần phải làm gì, nhưng đôi khi vẫn phải làm. Bởi vì sao? Làm xác định đây là cái má dạng mô nằm trong nước bì, nó phát triển toàn bộ tiếng mang tay, phát hiện đánh giá được độ sâu để anh chị tiêm những cái bú máu này không thể chiếu laser được, phải can thiệp hoặc nếu có chỉ định điều trị. Tại sao những bú máu này đôi khi một số em chiếu laser chiếu hoài xong hết được, tại cái tiêm laser nó chỉ vô được vài ly à, ở bề mặt không phải, ở dưới nó một khối quá trời bự, cho nên cái mask thêm khối dạng mô có chuyện tăng sinh mạch máu rất dữ, các chị hả, tăng sinh mạch máu rất dữ. Như vậy đây là một khối mask thì trẻ nhỏ nằm trong lớp bì, trong lớp vỏ, thậm chí lớp mô còn cả tiếng mang thai, giai đoạn tăng trưởng anh, bởi vì tăng sinh mạch máu dữ. Sao biết tăng sinh mạch giai đoạn tăng trưởng? Hai điểm. Điểm đầu tiên, một tuổi, hai nhìn vô mạch máu tăng sinh nào đó, chỉ số RI nó ảnh hưởng không ít 6.7. Khi bắt đầu nó sơ quá, nó teo đi thì lúc đó cái ngưỡng chỉ số RI mà máu nó sẽ giảm xuống, RI tăng lên, tăng cỡ nhiêu là 0.8, 0.9. Mình dựa trên cái tuổi, dựa trên cái flow mạch máu, dựa trên cái chỉ số kháng trở mạch máu để biết rằng cái bú máu này đang giai đoạn nào. Thì đây là bú máu trẻ nhỏ quá dễ lên. Đôi khi nó đến có những tập nó nằm thẳng trong lớp mỡ dưới da, nó không lộ ra ngoài, mà là một trong những nguyên nhân được chẩn đoán nhầm đến viêm tuyến mang thai. Viêm tuyến mang thai mà điều trị nó càng điều trị nó càng bự ra, càng điều trị càng bự. Anh chị thấy một cái mass nằm trong vùng tuyến mang thai nó cũng có tăng sinh mạch máu rất dữ. Như vậy thì điểm nào để chị phân biệt giữa một cái bú máu nằm trong tuyến mang thai với một cái viêm tuyến mang thai? Viêm tuyến mang thai nó cũng tăng sinh mạch máu được vậy. Nhớ hai điểm quan trọng. Nói câu này bởi vì bệnh nhân từ Đà Nẵng đã có rồi, thậm chí từ Đà Nẵng đi ngược ra Huế đi mổ từng lưng luôn, mổ luôn. Thấy đầu tiên thấy tuyến mang thai đó hơi to, điều trị xong rồi cũng nói là viêm, nó chụp em ra trả lời u. Đến lúc mà cũng tăng sinh máu nhiều quá đi mổ, mổ ra trả lời là dị dạng mạch máu. À, thấy chảy máu nhiều quá trả lời dị dạng. Điều trị lúng túng quá, đi từ lúng túng, sau đó thì tình cờ bên bác sĩ Đẩu bên ra là mặt quê ở ngoài Quảng Ngãi, Đà Nẵng không biết, để anh đi ra ngoài công tác và anh kêu nó vậy đồng một, và khi về thì lúc đầu tôi khẳng định đây là một chú con mắt trẻ nhỏ rồi, mà tôi thúc anh sử dụng thuốc đặc trị cho nó và theo điều trị lúng túng quá, người nhà hoang mang không chị, lúc thì dị dạng, lúc thì khó u tiếng nước bọt mà nó mổ luôn, mổ luôn nữa. Cho nên cái điều anh nói làm sao chỉ phân biệt giữa một cái bú máu với một cái viêm tuyến mang thai rất đơn giản, ba điểm. Thằng viêm tuyến mang thai thường nó đồng nhẹ hơn, nó có thể có những cái hạt lympho trong, nhưng cái bú máu mà nó không tăng sinh mạch máu ào ạt đâu, không tăng sinh mạch máu rất dữ. Thằng bú máu cái nhỏ này thì anh chị sẽ có thể tìm thấy được một phần mô tuyến mang thai, mô tuyến mang thai ở ngoại vi, để cái ranh giới giữa mô bú máu với cái tuyến mang thai đó để chứng minh rằng cái bú máu này nằm trong vùng tuyến mang thai. Và thứ hai, cái mask này nó là dạng mô có những thùy tăng sinh mạch máu, cái rìa của nó là echo mô tuyến nước bọt. Đây là cái điểm rất quan trọng để phân biệt giữa một cái bú máu nằm trong tuyến mang thai với viêm tuyến mang thai. Tại sao anh chị sẽ đây là rất nhiều em đã nhầm viêm tuyến mang thai rồi,
càng điều trị bú càng mà bởi bú nó đang giai đoạn tăng trưởng mà đâu khống chế nó đâu được đâu. Đã chị thấy giai đoạn tăng trưởng chỉ số hàm lượng thấp thì sao? Cái trẻ cũng vậy, đôi khi đến ban đầu chỉ nó là viêm kết mạc thôi, nhưng càng ngày càng bự ra. Anh chị thấy một cái má sẹo mô trong miếng trên chui vô bụng, chui vô thằng trong mắt luôn. Và khi khảo sát thấy có sự tăng sinh mạch máu, một khối dạng mô ban đầu mới đến là mình thấy hơi xương thì nó là viêm kết mạc, càng điều trị bú càng bự. Sau đó thì xuống coi là ở thời điểm này tôi thuốc sẽ điều trị liền, bước đầu điều trị vô khoảng một tuần hai tuần thứ nhất lại thấy bú hàng ngày lẹ quá, thuốc thì dùng corticoid chích, chích xong khoảng hai tuần xuống coi lại thấy cũng vậy, cũng vậy là tốt, chứ không phải cũng vậy là xấu, bởi nên là đúng lại được. Nhưng thời điểm đó thì họ chẩn đoán bệnh viện thì tôi suối xài luôn một lần luôn, nó bứt bực luôn là đến hai thứ luôn. Và 4 tháng sau thì thấy đứa trẻ trong vòng 1 tháng là nó đã mạnh một rồi, và đến tháng thứ 4 là thấy nó ngon làm gì đó. Là cái bú máu sau khi điều trị, tại vì cái trong khuôn khổ này không cho chị coi tới một cái series đó, cái ca này có theo dõi sát lắm, từ lúc mà bắt đầu đó quyết định thúc bác sĩ điều trị đến lúc mà nó thay đổi đặc điểm siêu âm đứa máu, và đến thứ tư là các anh chị thấy nó rất sử dụng đánh hai thứ đường cọc ti đường cái đoạn sau cọc ti nó uống rồi và dùng cồn bạc cô nó ngon tương lượng giảm, các chị thấy đến thứ tư là nó giảm cái máu rất là nhỏ, nó bú máu thể trẻ nhỏ trong vùng như mắt nó phát triển thắc mắc. Trong những trường hợp này khó chỉ định điều trị, tại sao? Bởi vì ảnh hưởng thị lực, nó làm ảnh hưởng thị lực đứa trẻ rồi, mà nhìn vô thì thấy quá ghê cho nên ai điều trị thôi. Khi anh chị thấy một cái bú máu quá dễ ngoài da trong ngay vùng hốt đây, ngay vùng thượng nhất hoặc ngay vùng thượng bích đây, ngay vùng bây giờ lên đấy dễ quá, nhưng khi thấy một cái bú máu này phải đi kiểm tra, nhớ khi sự hiện diện trên 5 bú máu ngoài da thì nó gọi là hemangiomatosis, tức là bệnh lý bú máu, hãy luôn đi tìm bú máu ngoài da. Có thể bú máu đó ngoài da để tăng sinh mạch máu rất dữ, có thể là bú máu ở gan và ở thận. Cho nên nhắc lại, khi hiện diện trên 5 bú máu ngoài da thì phải luôn nghĩ đến khi tìm bú máu nội tạng. Khi thấy một bú máu ở vùng gốc hàm thì luôn để ý đi tìm bú máu hạ thanh môn. Khi một đứa trẻ mà nó thấy đẻ ra bình thường sao khò khè ngày càng tăng, phải nghĩ đến bú máu hạ thanh môn dùng. Tại sao? Bởi vì những bú máu hạ thanh môn giai đoạn càng lúc nó càng tăng trưởng, làm cho hẹp đường thở. Đẻ ra sao thấy bình thường sao bây giờ nó bú ngày, giờ xong tháng ngày ngày càng khò khè, thở khò khè. Tại vì anh chị phải nghĩ tới nó, anh chị mới tìm mới thấy được nó, chứ không nghĩ thì sao thấy. À, rồi điều quan trọng thứ hai, cứu máu bẩm sinh phải nói là gì? Đó là những cứu máu. Xin lỗi, chịu lỗi với tên của già luôn. Cứu máu bẩm sinh, anh chạy 4 giờ chứ không kịp thì buổi sau tiết cũng được, ok. Để anh khỏi chạy. Hả? Tức là nếu giả sử 4 giờ thì tôi dừng lại, còn cái đuôi mình tiếp buổi sau. Còn nếu không thì anh chạy trong 20 phút nữa anh chạy, để tốc độ lẹ quá sợ chị không kịp. Hiểu không? Để anh chạy vừa thẳng được điều chỉnh lại nha. Anh nhắc lại lần nữa. Biết sao? Tại vì cái phần bú máu này nó nằm trong ruột gan cơ, mà đụng vô chuyện được nó đụng vô nó không hào hào sợ. Làm cả tại sao nó là những cái nó nằm trong cái là anh chị phải nghĩ cho nó là tiếp là cái tại trong khuôn khổ và sẽ bỏ rất nhiều slide. Nhưng chị nói chị hai điểm về bú máu trẻ nhỏ, anh nhắc lại một điều, trên 5 bú máu ngoài da thì bú máu ngoài tạng ở đâu? Não, gan. Tại vì sao những cái bú máu ngoài gan nó sẽ có thể đơn hậu đau có nhiều khối u bên trong đó. Mình biết nhiều khi mình có khi bệnh nhân được gửi đến thì chị nói là u gan ra ổ, có u gan nhưng mà không biết u gì. Siêu âm nó có nhiều tá sọc da, lúc đó chuyện đó là bú máu gan. Mà bú máu gan này ra ổ này nó tự theo, có tự theo đi, không có gì lo lắng hết. Cho nên anh thì bây giờ đó là bú máu trẻ nhỏ. Và thứ hai là bú máu hạ thanh môn, siêu âm có thể gợi ý chuyện đó được, chuyện đó được nếu anh chị thấy. Nhưng cái điều anh chị nhắc lại quan trọng là nghĩ tới nó khi nào thì thôi. Ok. Bú máu bẩm sinh có hai điểm rất quan trọng. Đây là những cái bú máu mà đã phát triển từ bào thai.
siêu âm tiền sản có thể thấy một cái má sẹo mô. Thường những cái bướu máu bẩm sinh này khi đẻ ra người ta thấy liền cục cục này nó sẽ diễn tiến theo hai hướng, hoặc là thối chuyển nhanh hoặc là không thối chuyển. Thì dạng thối chuyển nhanh trong vòng năm đầu tiên, cho nên thường đẻ ra cái con cục ghê đó, nhưng mà nếu độc chất có khi giai đoạn này chị không biết nó là thối chuyển nhanh hay không thối chuyển, nhưng mà nó có hai điểm. Nếu chị không phân biệt được cho nó hẹn một tháng sau coi lại, tháng sau thấy thế sự thay đổi về kích thước của nhà cái nhỏ lại hơn thì lúc đó chị nghĩ là thối chuyển nhanh. Còn dạng không thối chuyển một năm sau nó cũng vậy đặc điểm. Như vậy thì nhớ bún máu bẩm sinh là những cái bún máu mà nó phát triển từ bào thai sau sinh ra đặc đẻ ra thấy liền, anh dùng từ là thấy liền. Nhưng cái chỗ thấy liền này nó lại có hai điểm nữa, nó nằm một tuần ở trên vũng nghi, một tuần sau nó xuống cái bà mẹ, một tuần sau xuống bà mẹ mới thấy cái chuyện thấy liền này. Nó không phải thấy liền mà nó trong sau sinh nhỏ nó bỏ nó có là nó có thì sao, em hiểu không? Cho nên cái thấy liền quan trọng nhất là đẻ ra mới đẻ ra em coi liền đó. Chứ còn đẻ ra mà nó người nhà nó mất mới đẻ ra tôi thấy nó có một cục liền rồi, nhưng mà lúc đó là năm ngày sau nó mất, đứa trẻ mới được về với bà mẹ. Cái lúc trước làm kinh dưỡng nhi không thấy thì sao biết, hiểu không? Cho nên ý nó là cái mốc quan trọng phải xác định rõ cho đó một chút để mình biết, để cho em định hướng đây là tổng sinh hay là không phải cái gì thể trẻ nhỏ cũng máu bẩm sinh đó. Thì cái bú máu bẩm sinh có ba đặc điểm quan trọng. Thứ nhất có thể phát hiện từ bào thai rồi, cái dạng mô. Những cái bú máu bẩm sinh người ta thấy là thường ở góc chi, ở ngay gấu, ở khuỷu, ở vai, vùng cổ, ở vùng góc chi. Bú máu bẩm sinh thường trên bề mặt nó có giảm những cái mao mạch, trên bề mặt có giảm những mao mạch thấy khó sẹo ở trên bề mặt. Đó là điểm thứ hai, lâm sàng. Điểm thứ ba có thể có một cái vòng halo, cái vòng sinh nhạt ở kinh rìa của bú, đó là đặc điểm lâm sàng. Đặc biểu siêu âm của cái những cái bú máu bẩm sinh là gì? Đó là một cái mass dạng mô, anh chị thấy được những mạch máu nó giãn bên trong. Nếu anh chị để ý hồi nãy bú máu trẻ nhỏ, anh chị không thấy những mạch máu bên trong, một khối dạng mô có những thùy, trong khi đó bú máu bẩm sinh thì nó có những mạch máu nuôi nó giãn. Điểm thứ nhất là những mạch khối dạng mô có những mạch máu nuôi nó giãn. Đặc điểm thứ ba đó là vi sỏi, trên bú máu bẩm sinh có những nốt vôi nhỏ, đây là đặc điểm giúp cho chị phân biệt. Ok, đây bú máu bẩm sinh ở góc chi có dòng halo giảm bao mạch có sẹo ở trung tâm, anh chị không? Bú máu bẩm sinh, anh nhắc lại đó là như thế. Như vậy thì đối với bú máu thì để phân biệt giữa bú máu bẩm sinh và bú máu trẻ nhỏ dựa trên đặc điểm thời điểm xuất hiện, những cái bú máu nó sẽ có những biến chứng gì đó, có thể thường như khi đã nắm được giai đoạn phát triển của bú máu bẩm sinh và dạng bú máu trẻ trẻ nhỏ rồi thì anh chị sẽ an tâm, thường không cần điều trị, tự nó theo đi. Tuy nhiên có thể rét, có thể chảy máu, có thể bị tắc nghẽn đường hấp trên trong một những bú máu hạ mô, có thể gây suy tim không lượng cao hoặc gây hiện tượng casabacteric. Anh nhắc lại hiện tượng casabacteric thì lúc đó nó khác với hội chứng casabacteric. Tụi em là không sao, hay là phân biệt giữa hai cái này, hội chứng và hiện tượng. Hội chứng thì là nó chỉ xảy ra hai loại bú máu thôi, thường hay hai loại bú máu là một cái bú máu dạng chùm, tức là hemangioendothelial carbosyndrome, và một cái chùm tức là bú máu dạng chùm. Bú máu này nhớ cho một điều là gì? Nó gây và rối loạn đông máu, DICE, giảm tiểu cầu, giảm fibrinogen, DDNA, rối loạn đông máu não, tiểu cầu. Nó khác với hiện tượng này,
hiện tượng chỉ là một sự tiêu thụ, cho nên tiểu cầu nó giảm thôi. Và trong tiểu cầu, trong hiện tượng Casablanca này, tiểu cầu giảm không nhiều, nó vẫn còn ở khoảng trên dưới 100.000. Thằng ca hội chứng ca sẽ bắt đi đấy, bởi vì cái bú này bắt giữ tiểu cầu, cho nên tiểu cầu dưới 20.000. Đây là hai cái điểm rất quan trọng. Hay nói ngược lại, khi em nghĩ tới nó, em sẽ đề nghị làm test cho nó. Tiểu cầu sẽ giúp em khác, thì coi nó hiện tượng hay hội chứng, bị điều trị khác nhau là không. Trong đó dị dạng mạch máu, đó thì nãy nói rồi, dị dạng là sự bất thường về mặt cấu trúc, có từ nó chia làm cung lượng thấp và giảm cung lượng cao. Cung lượng thấp là những cái dị dạng máu mạch. Như vậy thì dị dạng máu mạch hay ngày xưa mình gọi là búa máu phản, đó là những người có những cái bớt ngoài da, những cái bớt khi ở những đứa trẻ nhỏ nó có những cái bớt, thì mình gọi là cái bớt thôi, không có bệnh chớ, có cái bớt ở chính giữa đó. Người thay đổi các sự lịch sử đó, thì vấn đề đó là cái gì, những cái dị dạng anh chị nhìn vô thấy liền. Cho nên chẩn đoán làm lâm sàng không phải là chẩn đoán thành hình học, bớt nhìn vô biết liền. Anh nhìn thấy cái mảng màu đỏ, nhưng khi thấy một cái bớt có hai điểm rất quan trọng. Đầu tiên, nó là dị dạng máu mạch nằm trong vùng chi phối của thần kinh tam hoa. Khi thấy một cái dị dạng máu mạch nằm trong vùng chi phối, nằm nửa mặt đó, nằm trong vùng chi phối của thần kinh tam hoa, thì phải đi tìm coi những bức hình kết hợp ở mắt và ở màng não. Nếu ở mắt thì nó bị căng nhãn áp, ở màng não thì ăn dơ màng não sẽ gây ra động kinh, sau này nó sẽ bị động kinh, nằm trong hội chứng stroke fever. Anh nhắc lại, dị dạng máu mạch nằm trong vùng chi phối của thần kinh tam hoa thì phải đi kiểm tra mắt và màng não. Điểm quan trọng thứ hai, những cái dị dạng máu mạch đôi khi nó chỉ là bề mặt một cái dị dạng động tĩnh mạch ở bên dưới, nó là giai đoạn một cái động ngũ yên của dị dạng động tĩnh mạch. Hay nói ngược lại, trong những trường hợp này anh chị làm siêu âm có thể thấy bình thường không thấy gì hết, nhưng khi mà trong dị dạng động tĩnh mạch thì có thể tăng đề bi lưu lượng bên dưới. Cái mạch máu bên dưới nó dạng, mặc dù cái dị dạng máu mạch là bình thường không thấy gì, không đứng đó hẳn được, nhưng mà khi mà thấy mạch máu nó dạng tăng đề bi bất thường thì anh phải chịu, phải cẩn thận. Đây là một cái dị dạng động tĩnh mạch giai đoạn 1, giai đoạn ban đầu chưa biểu hiện suy tim, chưa biểu hiện biến đổi màu sắc da, chưa biểu hiện về căng sản gì hết đó. Đây, trong vùng chi phối của thần kinh tam hoa, nhớ luôn đi tìm cái từ mà não để phục hồi kinh và khám mắt để được cái lực cường tăng nhãn áp. Hội chứng stroke fever, hội chứng stroke fever nhớ dùng, bởi vì nó là có chứ. Đây thì thấy đứa trẻ này nó nằm trong bị ở đây trong vùng thần kinh tam hoa, nó bị hai bên, đứa trẻ này bị hai bên. Đây là dị dạng máu mạch, mình gọi từ là dị dạng máu mạch. Đứa trẻ này cũng vậy, nhưng nó có tăng nhãn áp. Đứa trẻ này bị tăng nhãn áp mà nó được điều trị bên bệnh viện mắt để điều trị tăng nhãn áp. Sao nó chưa ở giữa ra thầy? Sao nó chưa ở cái vùng giữa này, hai đứa luôn đều không thấy nó khác nhau, nhưng mà hai cái vùng giữa này là không có thầy. Cái đó miệng cái dị dạng nó nằm trong vùng chi phối thần kinh tam hoa, còn giả sử nó chỉ bị ở đây không, nó bị chính giữa không, không sao. Đó là nó mà chết á. Tụi em biết ông nó mà chết không? Dạ biết. Đó ổng đó. Ông mà nó chết nè. Thế nhưng nó trẻ mà khi mà nó sốt nó đỏ đỏ lừng lên vậy nè. Mà chính giữa thì không sao, nhưng mà nằm cái một bên nè. Đó, cái bên này nè, anh nói là bên này nè, đó. Trong vùng này, đứa này là vậy. Còn nó chưa. Khổ tôi tại sao không biết. Hỏi tại sao không biết. Cái quan trọng, cái điều quan trọng là cái nhìn biết là nằm trong vùng chi phối thần kinh tam hoa là một. Thứ hai nữa là thằng bé này nó có mắt nó bị hình đó. Là cái màng não đây chị thấy. Về sau này nó sẽ vui quá đi và động kinh. Câu chuyện của người khác là câu chuyện của mình. Khi tôi báo cáo lần này xong, em nó nói nè, em có một bệnh nhân nó bị bớt. Em
giới thiệu lên bệnh viện nằm giường chiếu ra xe, chiếu ra khi chiếu về ở đây nó hết rồi, nhưng còn xe cho nó giật, nó bị giật động kinh, nó giật. Người nhà lại hỏi em phải chiếu ra xe nó giật không, và khi học bài này rồi hiểu tại sao nó giật, tức là nó có một cái angio đi kèm, vì sao nó hôi quá teo nhỏ động kinh là do nó có đi kèm, chứ không phải nó chiếu ra xe mà nó bây giờ nó có giật. Em nó học xong nó nghe chứ xong là hiểu, thấy thấy được cái tình trạng ngày xưa không hiểu nó phải dùng sinh lý trị rồi. Đó, chị thấy thì tăng xưa thôi mình dịch lại.